Hải cốt không phải trọng điểm, trọng điểm là những này hài cốt bên trên có từng đoàn từng đoàn màu trắng hỏa diễm đang nhảy nhót, kia bạch sắc hỏa diễm tại hài cốt bên trên phiêu động, tựa như như quỷ hỏa dọa người. Giang giật rõ ràng tại bạch sắc hỏa diễm nội ẩn ước nhìn thấy lần lượt từng cái một mặt tái nhợt, tựa như quỷ hỏa bên trong ẩn giấu từng cái lệ quỷ. Quỷ hỏa u minh quỷ hỏa, Giang giật nội tâm run lên, cái này u minh quỷ hỏa danh tự quá chuẩn xác, cái này hỏa diễm xác định không phải minh giới u hồn biến thành hỏa diễm nội tâm của hắn có chút sợ hãi, nếu như là khác bá đạo hỏa diễm hắn tuyệt đối sẽ không e ngại, cái này cùng quỷ có quan hệ hỏa diễm, vạn nhất đụng một cái sờ, lệ quỷ quấn thân bắt hắn cho thôn vệ đâu. Trước giò xét một phen, đã lại tới đây, giang giật tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Nơi này u minh quỷ hỏa hơn 10 vạn năm trước đại lục tụ nổi danh, có rất nhiều kim cương cường giả tất cả đi xuống giò xét qua. Có người chết tại cái này, cũng có rất nhiều người sống trở về, cái này u minh quỷ hỏa hẳn là chỉ là đặc thù hỏa diễm, nếu như là lệ quỷ biến thành, việc này đã sớm truyền ra. Hắn chậm rãi trượt, thần thức bốn phía liếc nhìn, rất nhanh tại đáy cốc phương Bắc phát hiện một cái cự cử đại cửa hang, dọc theo không biết sâu bao nhiêu, bên trong đồng dạng phiêu đáng quỷ hỏa, cũng không biết sơn động tận cùng bên trong nhất có cái gì. Trừ cái đó ra, đáy cốc cái gì cũng không có, không có bất kỳ cái gì khí thức của vật còn sống, giang giật cũng không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào. Do xét ba lần, xác định không có nguy hiểm sau hắn vẫn như cũ không nhúc nhích, nhìn qua chỗ phía dưới chỗ phiêu đáng quỷ hỏa, hắn lẳng lặng quan sát, chờ đợi. Tốt nhất thợ săn phải học được chờ đợi, không có kiên nhẫn thợ săn thường thường sẽ trở thành giã thú trong bụng bữa ăn, Giang giật một tay bắt lấy dây thường dài, lơ lửng tại khoảng cách đáy cốc hơn 3000 trượng không trung, thần thức một mực bốn phía liếc nhìn, đề phòng. Một canh giờ, hai canh giờ, năm canh giờ, Giang giật cái này chờ đợi dòng dã một ngày, tay hắn có chút nha, nhưng thần sắc một mực rất bình tĩnh, chờ trọn vẹn một ngày xác định sơn cốc không có dị trạng sau hắn động. Hắn không có bay vọt xuống dưới, mà là theo hỏa linh châu bên trong lấy ra một cái thiên khí, đối phía dưới một đoàn quỷ hỏa ném mạnh mà đi. Hưu, thiên khí trường kiếm tiếng xé gió lên, rất nhanh lại bị bốn phía vách tường đàn hồi mà đến, trong sơn cốc tiếng vang quanh quẩn không ngớt rất là dọa người, bất quá giờ khắc này giang giật không có để ý, đôi mắt ngược lại bày ra đến dọa người. Suy suy, ngày đó khí trường kiếm tới gần một đoàn quỷ hỏa bên trong về sau, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành nước thép, trường kiếm vẫn chưa hoàn toàn tiến vào quỷ hỏa trung tâm, đã biến mất không thấy, hóa thành một đoàn màu trắng loáng thiết giọt nước rơi vào phía dưới hài cốt bên trên. Xuy suy, nước thép đem hài cốt cho động ra từng cái hố nhỏ, bạch cốt toát ra khói xanh, một cỗ mùi hôi thối đập vào mặt, giang giật nuốt nước miếng một cái nhìn qua kia quỷ hỏa, lại cảm giác nhìn qua một cái lõa thể thiếu nữ. Cái này đích xác là hỏa diễm, vẫn là so địa hỏa cường đại gấp 10 hỏa diễm. Bởi vì địa hỏa muốn đem thiên khí hòa hợp nước thép ít nhất phải gần nửa canh giờ, theo suy đoán để tính, cái này u minh quỷ hỏa nhiệt độ hẳn là tại thiên hỏa phía trên, gần với cửu thiên long viêm. Đương nhiên cùng hỏa linh thạch toát ra hỏa diễm, tranh lệch tụ rất xa. Gần với cửu thiên long viêm, vậy ta tế luyện sau uy lực hội lớn hơn mấy lần, vượt qua cửu thiên long viêm mấy lần, mà tại tăng thêm cửu thiên tinh thần chi lực lần nữa tăng phúc về sau, uy lực đoán chừng còn muốn vượt qua mấy lần. Giang giật không biết này quỷ hỏa tế luyện sau uy lực đến cùng lớn bao nhiêu nhưng hắn có thể khẳng định một điểm, chỉ cần cho hắn tới gần đánh lén, phóng thích tế luyện sau u minh quỷ hỏa, lăng ra lão tổ tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đốt giết, liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Liều mạng, thu hỏa, Giang giật lần nữa bắn ra một cái thiên khí về sau, xác định này quỷ hỏa chỉ là hỏa diễm về sau, trên thân bạch quang lóe lên thuấn di mà đi. Để hắn kinh hỉ vạn phần là, hắn khẽ dựa gần quỷ hỏa, hỏa linh châu trong nháy mắt phát sáng lên không chỉ có bảo hộ hắn không bị quỷ hỏa đốt cháy, còn nhanh nhanh hấp thu quỷ hỏa, chớp mắt tự thu nhập hai đoàn đầu lớn quỷ hỏa. Ừng ực, ừng ực, ừ, nhưng giờ khắc này, Giang Giật trong đầu đột nhiên vang lên một trận quỷ dị thanh âm, trái tim của hắn giờ khắc này cũng tựa hồ đi theo thanh âm kia nhảy lên, tựa hồ muốn nhảy ra ngực. Hắn hai mắt như điện hướng phía Bắc tính Mịch cửa hang quét tới, toàn thân kéo căng, như lâm đại địch. Cái kia kinh khủng tồn tại rốt cục xuất hiện, cắt cắt chương 460, mặt người cóc, Ưng ực, ừng ực, Thanh âm tiếp tục truyền đến, nhưng giang giật trong tai nhưng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, thanh âm kia là trực tiếp vang lên tại bộ não người bên trong, sâu trong linh hồn. Thanh âm này có được không hiểu ma lực, có thể khiến người ta trái tim đi theo nhảy lên, hô hấp dồn dập, toàn thân lỗ chân lông cũng đi theo co rút lại, dị thường kinh khủng. Ông, giang giật thân thể sáng lên bạch quang, thân thể biến mất tại nguyên chỗ, hướng lên trên mới thuấn di mà đi, thuấn di mấy ngàn trượng khoảng cách mới ngừng lại được, thần thức khóa chặt đáy cốc phương bắc cái kia hố sâu muốn nhìn một chút đến cùng là quái vật gì, khủng bố như vậy. Ưng ừ ực, ưng ừ ực, thanh âm càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, giang giật trái tim cũng nhảy càng lúc càng nhanh, hắn đều cảm giác trái tim muốn nhảy ra, huyết dịch muốn ngược dòng, nhưng hắn thần thức vẫn không có dò xét đến cái kia kinh khủng tồn tại. Bịch, bịch, trái tim nhảy càng lúc càng nhanh, hắn cũng không có chạy trốn, không đánh mà chạy không phải là phong cách của hắn, ít nhất cũng phải xác định không phải quái thú này đối thủ hắn mới có thể trốn, phía dưới phiêu đáng khắp sơn cốc quỷ hỏa như từng cái trần trụi mỹ nhân hấp dẫn lấy hắn. Ưng ừ, ực, ừng ực, ực, sau một lát, con quái thú kia rốt cuộc lộ ra diện mục dữ tợn. Quái thú này ngoại hình rất dữ tợn đáng sợ, xấu xí đến cực điểm, thoạt nhìn như là một con cóc, toàn thân đều là bén nhọn nhục thứ, phía trên giữ lại nùng huyết, nhìn một chút liền muốn nôn, kỳ quái nhất chính là cái này cóc trên đầu lại dáng dấp một khuôn mặt người. Đương nhiên cùng mặt người vẫn còn có chút nho nhỏ khác nhau, chỉ là giang giật thần thức tìm tòi, ấn tượng đầu tiên cảm giác nhìn thấy một khuôn mặt người. Mặt kia bên trên cũng đều là nhục thứ cùng nùng huyết, thoạt nhìn như là một cái xác thối. Để giang giật kinh ngạc là, quái vật này hình thể cũng không lớn, chỉ có một con trâu độc lớn như vậy. Cóc trưởng thành con nghé lớn như vậy, cái này nhìn đã rất khủng bố, nhưng so sánh quái thú này thực lực, nhỏ như vậy hình thể lại có vẻ quái gì. Người này mặt cóc cho giang giật cảm giác vô cùng nguy hiểm, nhất là nó tròn vào bụng dưới không ngừng cổ động, truyền ra loại kia quỷ dị âm thanh khủng bố, đơn giản để Giang giật đều có loại chạy khỏi nơi này xúc động. Quái thú này mạnh bao nhiêu, Giang giật không biết, nhưng hắn cho rằng tuyệt đối không thể so với phổ thông yêu vương yếu, yêu thú hải thú thực lực cùng thể tích là thành có quan hệ trực tiếp. Tam gia yêu thú cơ bản muốn đạt tới dài 3, 5 trượng, Giang giật thấy qua yêu vương chiều cao ít nhất đều là dài 8 trượng, cao 3, 5 trượng, tựa như như một tòa núi nhỏ, nhưng quái thú này cũng chỉ có con nghé lớn nhỏ cái này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Ừng ực, ừng ực, ực mặt người cóc cái bụng một trống vừa thu lại, tốc độ càng lúc càng nhanh, giang giật trái tim khiêu động càng lúc càng nhanh, hắn cũng cảm giác càng ngày càng khó bị. Người kia mặt cóc cũng không nhúc nhích, tự đứng ở cửa sơn động nhìn qua giang giật, ánh mắt bên trong lại có nhàn nhạt, nhạt đùa cợt. Đi, giang giật dò xét đến mặt người cóc ánh mắt, cảm giác rất không ổn, cái này yêu thú trí tuệ rõ ràng rất cao. Trí tuệ càng cao, đại biểu thực lực cũng càng cao, tam giai đỉnh phong yêu thú lại có một chút linh trí, yêu vương linh trí nhưng so sánh nhân loại, có thể miệng nói tiếng người, yêu đế về sau càng có thể hóa hình, biến thành một cái người sống sờ sờ. Người này mặt cóc hiểu đùa cợt người nói rõ ít nhất là yêu vương thực lực. Ông, trên người hắn bạch quang lấp lánh, nhanh chóng hướng lên trên mặt thuấn di, hắn không dám xem thường sinh tử, vạn sự đều muốn cẩn thận lại cẩn thận, ngoại trừ không có cách nào phía dưới hắn mới có thể không thèm đếm xỉa liều chết một trận chiến. a à, trong nháy mắt một khoảng cách, Giang giật phát hiện không đúng, bởi vì hắn dò xét đến phía trên có hắc vụ, U cốc cốc khẩu thật có hắc vụ, nhưng đó là tại miệng hang phía dưới 500 trượng, phía dưới nhưng không có một tia hắc vụ, giờ phút này hắn còn tại đáy cốc phía trên vạn trường, cái này hắc vụ từ đó mà đến. Cái này hắc vụ còn tại hướng phía dưới lan tràn, Giang giật lại phát hiện một vấn đề, hắc vụ nhanh chóng chìm xuống, như hắc vân áp đỉnh, mà xuống một giây càng làm cho hắn khiếp sợ sự tình phát sinh, sơn cốc bốn phía trên thạch bích cũng bắt đầu tràn ngập ra hắc vụ, ba phương hướng hắc vụ như từng cái vô hình quái thú hướng hắn đè xuống. Cái này hắc vụ vừa rồi ta xuyên qua thời điểm không có độc A, à, hắc vụ lan tràn mà tới là có ý tứ gì. Giang giật một tay bắt lấy dây thường đôi mắt chuyển động, không dám mạo hiểm vậy mà hướng lên trên mới thuấn di. Kỳ thật hắn một cái thuấn di có thể xuyên qua vạn trượng khoảng cách, nhưng giờ phút này rời đi miệng hang còn có hơn một vạn trượng, vạn nhất thuấn di đi lên ra trong khói đen, sẽ phải xong đời. Ông, hắn có chút kiên kỵ hướng hắc vụ nhìn mấy lần, theo hỏa linh châu bên trong lấy ra một cái thiên khí, đột nhiên hướng hắc vụ vọt tới, rất nhanh sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi bởi vì ngày đó khi tiến vào hắc vụ về sau lại phát ra suy suy tiếng vang thiên khí mặt ngoài bắt đầu bị ăn mòn giang giật thần thức có thể dò xét mặc dù hắc vụ ăn mòn tốc độ cũng không tính quá nhanh nhưng thiên khí cũng là mấy cái trong chớp mắt tự bị hủ thực một phần năm thiên khí quá cứng rắn giang giật nhục thể cường độ không tệ nhưng cùng thiên khí so sánh vẫn là kém xa thiên khí đều bị hắc vụ nhanh chóng ăn mòn hắn một khi bị hắc vụ cuốn lấy trong nháy mắt lại biến thành một đống bạch cốt ga. Ưng ừ, ực, ưng ực, ực, phía dưới thanh âm quái dị truyền đến, Giang giật nhớ tới người kia mặt cóc trong mắt vẻ đùa cợt, có chút minh bạch, cái này hắc vụ nhất định là mặt người cóc làm ra, nó không hề động là bởi vì Giang giật căn bản chạy không được. Hắc vụ nhanh chóng lan tràn, rất nhanh tới gần Giang giật, Giang giật con người nhất chuyển, đột nhiên đánh ra một trường, trên tay cũng xuất hiện màu xanh đen cửu thiên long viêm, nhìn xem cái này hỏa diễm có thể hay không xua tan hắc phụ Suy suy, Kết quả cửu thiên long viêm gào thét mà đi, trực tiếp xuyên thấu hắc vụ, không có nửa điểm ảnh hưởng. Giang giật nhức cả trứng, hắn con người nhất chuyển lấy ra càn khôn điện, sau đó theo tầng thứ ba bên trong khống chế mấy cái yêu thú bay vụt ra hướng hắc vụ phóng đi, nhìn xem hắc vụ phải chăng có thể ăn mòn yêu thú. Ô ô, kết cục thảm hại hơn, mấy cái tam gia yêu thú đụng một cái sở hắc vụ lập tức bị ăn mòn, rất nhanh biến thành một đống bạch cốt ẩm vang hạ xuống. Không đường có thể trốn, giờ khắc này, Giang giật sắc mặt ngược lại không còn bối rối, dị thường tỉnh táo tỉnh táo đáng sợ hắn không xem thường sinh tử nhưng nếu như không có đường lui hắn sẽ không e sợ chiến sẽ chỉ chém giết đến cùng cái này hắc vụ vừa rồi hắn xuyên qua đều vô sự giờ phút này đột nhiên di động rất rõ ràng là mặt người cóc dở trò quỷ sở dĩ muốn sống mà đi ra đi kia chỉ có chém giết mặt người cóc ông hỏa long kiếm xuất hiện hắn thân thể cũng nhanh chóng lóe lên hướng phía dưới thuấn di mà đi tại khoảng cách mặt người cóc ngàn trượng khoảng cách thời điểm hắn đột nhiên hướng phía dưới vung ra một kiếm. Phong hóa ngàn vạn, mấy vạn tiểu hỏa long bắn ra mà ra, mang theo kinh khủng muốn phá hủy hết thảy uy áp gào thét mà xuống, giang giật nguyên lực rất cường đại, một kích này uy lực coi như lâm lão thái giám cũng không dám ngạnh kháng A. Ưng ực ưng ực, để giang giật khiếp sợ sự tình lần nữa phát sinh, người kia mặt cóc tròn trịa bụng dưới kịch liệt bành trướng, sau đó đột nhiên co rút lại, há mồm phun ra một cỗ chất lỏng màu đen, hướng gào thét mà xuống hỏa long mà đi mà những cái kia tiểu hỏa long đụng chạm lấy cái này chất lỏng màu đen vậy mà đột nhiên tan biến vô ngân, tựa như liệt hỏa đụng chạm lấy như nước biển trực tiếp bị yên diệt. quả nhiên là yêu vương cấp bậc quái thú, giang giật con người lấp lóe không yên, thân tử không đoạn thuấn di bảo trì không rơi xuống xuống dưới. trong mắt của hắn lộ ra một tia lạnh ý, trong tay hỏa long kiếm đột nhiên đánh xuống, phong thích một lần phong hóa ngàn vạn, lập tức thuấn di ra giữa không chung sau lại lần chém ra một kiếm, sau đó lại bằng nhanh nhất tốc độ thuấn di lần này thuấn di hắn trực tiếp suốt khóc ngọn nguồn ngay tại mặt người cóc sau lưng trong tay hắn quang mang lấp lánh cửu thiên long viêm nhanh chóng hội tụ đột nhiên hướng phía trước đánh ra một mảnh biển lửa đem người mặt cóc bao phủ đi vào ừng ực ừng ực, ực mặt người cóc trên mặt không có nửa điểm hoảng sợ ngược lại có chút nghiêng người nhìn giang giật một chút trong mắt đồng dạng đều là vẻ đùa cợt không được giờ khắc này giang giật nội tâm hoảng hốt sâu trong linh hồn dâng lên một cỗ nguy hiểm trí mạng báo động trên người hắn bạch quang lấp lánh lập tức thuần di chuẩn bị thoát đi. chương 461, tuyệt địa phùng sinh, cóc mặt người trên thân hắc quang lóe lên, hắn những cái kia nhục thứ bên trên thế mà toàn bộ toát ra bạch sắc hỏa diễm, trong ngọn lửa đều có lần lượt từng cái một mặt quỷ, rõ ràng liền là u minh quỷ hỏa. Từng đoàn từng đoàn u minh quỷ hỏa đem cóc mặt người cho bao khỏa đi vào, cửu thiên long viêm gào thét mà đến, đụng chạm u minh quỷ hỏa lại. Không dám tới gần, cửu thiên long viêm vòng qua u minh quỷ hỏa hướng nơi xa bay đi, bị u minh quỷ hỏa bao phủ cóc mặt người không có bị nửa điểm tổn thương. Ưng ực, ưng ực, ưng ực, cóc mặt người cái bụng cổ động tốc độ càng lúc càng nhanh, giang giật giờ khắc này vốn định thuấn di, nhưng không hiểu cảm giác trong ngực tê dần, một ngụm máu tươi áp chế không nổi cuồng phún mà ra, nội tâm của hắn hoảng hốt, trái tim lại bởi vì nhảy lên quá nhanh, không còn gánh nặng, đã nứt ra một cái lỗ hồng. Ô ô, cóc mặt người đột nhiên phát ra một tiếng quỷ kêu, trên thân hắc quang đại thịnh, nó thân thể nho nhỏ cũng đột nhiên bành trướng, như thổi cường tráng khí cầu, thân thể đột nhiên lớn gấp 10, một tấm to lớn miệng cũng mở ra, trong miệng đầu lưỡi đỏ thắm như thiểm điện mà đến, thoáng cái cuốn lấy giang giật thân thể hướng miệng rộng bên trong kéo đi. Hừ, giang giật cố nén ngực xé đau nhức, đôi mắt lạnh lẽo như băng, một cái không có bị cuốn lấy tay cua hỏa long kiếm đối cóc mặt người đầu lưỡi đột nhiên đánh xuống. Bang bang, một đạo kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên, có thể chém sắt như chém bùn, nhẹ nhõm chém nát hàn thiết hỏa long kiếm bổ vào góc mặt người trên đầu lưỡi, lại không có đối đầu lưỡi này tạo thành nửa điểm tổn thương, ngược lại hắn cảm giác cánh tay chấn động, hổ đầu đều run lên. Đầu lưỡi này chẳng lẽ là vạn năm huyền thiết làm ra? Giang giật âm thầm tạc lưỡi lại cũng không nhụt chí, trong tay hỏa long kiếm sáng lên một đạo hồng quang, bỗng nhiên hướng phía trước cóc mặt người kia miệng lớn đánh xuống. Suy suy, mấy vạn tiểu hỏa long gào thét mà đi, thẳng xạ nhân mặt cóc miệng lớn, cái này phong hóa ngàn vạn là trung giai đạo văn công kích, giang giật nguyên lực cũng đạt tới kim cương cảnh, một chiêu này uy lực có thể so sánh kim cương cảnh ngũ trọng giang giật tự tin liền xem như phổ thông yêu vương cũng không dám đón đỡ cái này cóc mặt người rất cường đại nhưng hẳn là còn không có đạt tới nhai tí thú tình trạng Úc ục, cóc mặt người ánh mắt lộ ra một tia đùa cợt một cái chất lỏng màu đen phun ra cùng vừa rồi đồng dạng chất lỏng màu đen cùng hỏa long chạm vào nhau từng đầu hỏa long trực tiếp bị yên diệt trốn giang giật rốt cục luống cuống bị quái thú nuốt vào trong bụng quái thú này trong thân thể còn có kinh khủng chất lỏng màu đen cùng u minh quỷ hỏa, một cái không tốt hắn sẽ chết ở bên trong, cuối cùng hóa thành một đống phân và nước tiểu. Phệ hồn na di thuật, trên người hắn sáng lên bạch quang, nghĩ thuấn di ra ngoài, nhưng cóc mặt người tựa hồ xem thấu ý nghĩ của hắn, bụng dưới cổ động, loại kia âm thanh khủng bố vang lên. Giang giật lúc đầu đã vỡ ra trái tim, lần nữa bị thương, hắn tâm khẩu truyền đến một trận như tê liệt thống khổ, trong miệng tiên huyết cuồng phún, lúc đầu muốn thuấn di đi ra, bị ép bỏ giờ suy suy thân thể của hắn một cái nháy mắt ở giữa tựu bị kéo vào cóc mặt người miệng lớn bên trong miệng rộng hợp lại giang giật trước mắt thế giới cũng biến thành đen kịt một màu hắn cảm giác thân thể mình rơi vào một cái chân mượt đường sông bên trong toàn thân bị một cỗ tanh hôi chất lỏng bao phủ bị mang theo hướng đường sông phía dưới đi vòng quanh cái này đường sông rõ ràng là cóc mặt người thực quản hắn giờ phút này muốn đi địa phương hẳn là cóc trong bụng bị quái vật nuốt vào trong bụng giang giật cảm ứng được bao phủ chính mình chất lỏng cũng không có tính ăn mòn hắn không chỉ có không hoảng hốt, ngược lại âm thầm hưng phấn lên. Bất luận kẻ nào thể, hoặc là yêu thú thân thể, nội bộ đều là cực kỳ yếu ớt, chỉ cần hắn ở bên trong cho quái thú này mở ngực mổ bụng, hủy đi trong đó bẩn, cái này cóc mặt người chỉ có thể chờ đợi chết rồi, còn không có biện pháp công kích hắn. Chỉ là, nội tâm của hắn mừng thầm vẫn chưa hoàn toàn triển khai, nội tâm lại lập tức trầm xuống. Bởi vì hắn nghĩ vận chuyển nguyên lực công kích, lại phát hiện nguyên lực căn bản vận chuyển không được, liền giống bị ma tinh đằng trói lại, trong cơ thể hắn nguyên lực căn bản không bị khống chế nếu là cưỡng ép vận chuyển sợ là phải được mạch đứt từng khúc thuấn di hắn nghĩ thuấn di nhưng ý nghĩ này cùng một chỗ kia cổ quái ừng ực âm thanh lại vang lên ở trong đầu hắn để hắn tâm khẩu đau đến cũng không dám động rất quỷ dị là chỉ cần hắn không phóng thích vệ hồn na di thuật kia cổ quái thanh âm liền không lại vang lên hắn còn bi kịch phát hiện một vấn đề hắn thân thể di động khó khăn hắn toàn thân bị loại kia nhớp nhúa chất lỏng bao phủ nghĩ di động thoáng cái phát hiện toàn thân đều mềm yếu bất lực, giờ phút này tựa như một cái bị trói chặt cừu non, chỉ có thể theo chàng đạo một đường đi vòng quanh, ai cũng không biết cuối cùng chờ đợi hắn là cái gì. Chẳng lẽ ta giang giật muốn chết tại quái thú này trong bụng quái thú này đến tột cùng là dạng gì yêu thú vì sao có được quỷ dị như vậy năng lực. Giang giật nội tâm dâng lên cảm giác cực kỳ không cam lòng chi tâm, đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động nghĩ đến biện pháp, đem chính mình có thể công kích thủ đoạn đều nghĩ đến một lần, cuối cùng phát hiện tựa hồ hắn chỉ có thể lẳng lặng chờ chết nguyên lực không thể động, hắn tất cả võ kỹ đạo văn công kích cũng không thể phóng thích, không thể thuấn di tương đương trốn không thoát, tay chân bất lực, hỏa long kiếm sợ là đều nâng không nổi tới. Sát lục chân ý hắn sát lục chân ý mới là đệ tứ trọng, đối yêu vương hoàn toàn vô hiệu. Trừ cái đó ra, hắn hỏa linh châu bên trong có rất nhiều địa hỏa, nhưng cái này địa hỏa có thể thiêu chết cái này mặt người cóc thú sao. Thử một lần, giang giật cắn giang hành động, nguyên lực nhiễu loạn, nhưng lần trước bị ma tinh đằng trói lại, hắn liều mạng kinh mạch bạo liệt cũng vận chuyển một tia nguyên lực đi hỏa linh châu bên trong phóng thích địa hỏa lần này liều mạng phía dưới hẳn là cũng có thể trong mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng vận chuyển ra một tia nguyên lực bằng nhanh nhất tốc độ hướng tay phải dũng mãnh lao tới không có gì bất ngờ xảy ra nhiễu loạn nguyên lực rất là cuồng bạo kinh mạch liên tiếp vỡ ra hắn cũng đau đến toàn thân đều có quắc không ngừng ông mấy đầu gân mày cũng nứt ra giang giật hỏa linh châu rốt cục phát sáng lên địa hỏa không ngừng tuôn ra nhưng để Giang giật tuyệt vọng là những cái kia địa hỏa vừa mới ra phía ngoài, lại đột nhiên yên diệt, Giang giật mượn địa hỏa lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng, nhìn thấy bao lũng chính mình sền sệt chất lỏng, đúng là vừa rồi yên diệt hắn đạo văn công kích chất lỏng màu đen. Xong, Giang giật triệt để không cách nào, hắn sẽ rất thêm thần thông, nhưng những này thần thông vô thuật gì gì đó, không có nguyên lực căn bản phóng thích không được. Giờ phút này hắn cưỡng ép vận chuyển một chút xíu nguyên lực, kinh mạch cũng nứt ra, hắn vô kế khả thi, chỉ có trở lấy cái này cóc mặt người đánh giết hắn. A, à, tại chàng đạo bên trong trượt một đoạn thời gian, hắn đột nhiên phát hiện phía trước có một tia sáng, hắn thần thức tìm tòi đi qua, trên mặt rất nhanh lộ ra vẻ khác lạ. Phía trước xuất hiện một cái cửa đại không gian, kia không gian bên trong lại đều là u minh quỷ hỏa, thân thể của hắn cũng bị dắt mang theo hướng quỷ hỏa tới gần, cái này cóc mặt người rõ ràng là muốn dùng quỷ hỏa đem hắn thiêu chết. Nếu như là bình thường người, nguyên lực không thể vận chuyển, thân tử không có thể động bị nuốt vào trong bụng. Hoàn toàn chính xác muốn bị cái này U Minh quỷ hỏa đốt sống chết tươi, nhưng hắn không sợ nhất liền là hỏa. Hắn không có cách nào giết chết cái này cóc mặt người, cái này cóc giống như chỉ dựa vào U Minh quỷ hỏa, là không có cách nào giết chết hắn, như vậy hắn còn có hy vọng còn sống ra ngoài. Không đúng, Giang giật đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, trong mắt quang mang càng thêm cực nóng, hắn cũng không phải là không có cách nào giết chết cái này cóc mặt người, hắn nguyên lực không thể động, nhưng hắn có thể luyện hỏa A. À. Chỉ cần đem U Minh Quỷ Hỏa tế luyện một phen, uy lực lớn hơn vài chục lần, cái này chất lỏng màu đen còn có thể trực tiếp yên diệt tế luyện sau quỷ hỏa. Chương 462: Tế luyện U Minh Quỷ Hỏa. Hưu, hắn thân thể quả nhiên bị dẫn dắt tiến vào quỷ hỏa bên trong, Hỏa Linh Châu cũng bắt đầu tự động hộ chủ, đồng thời nhanh chóng hấp thu U Minh Quỷ Hỏa. Suy suy, U Minh Quỷ Hỏa rất nhiều, khoảng chừng phương viên mấy trượng, nhưng là Hỏa Linh Châu hấp thu quỷ hỏa tốc độ quá nhanh, chỉ là 10 cái trong chớp mắt quỷ hỏa tựu đều bị hấp thu. À, quỷ hỏa là từ nơi này viên thịt bên trong xuất hiện sao vì sao cái này cóc mặt người trong thân thể có thể sinh ra u minh quỷ hỏa chẳng lẽ cái này cóc mặt người là hỏa hệ yêu thú. Các loại chờ u minh quỷ hỏa toàn bộ bị hấp thu, giang giật dò xét đến cái này trong không gian có một cái cự đại viên thịt, viên thịt này ở giữa có một cái lỗ nhỏ, trong lỗ nhỏ giờ phút này còn tại liên tục không ngừng toát ra u minh quỷ hỏa. Giang giật đã từng nhìn qua một chút liên quan tới yêu thú tư liệu thư tịch, bởi vì hắn hỏa linh châu có thể hấp thu hỏa diễm, cho nên đối với hỏa hệ yêu thú đặc biệt để ý theo hắn biết đại lục ghi chép bên trong hỏa hệ yêu thú bên trong cũng không có cóc mặt người nghĩ đến một trận hắn mặc kệ chật vật để cho mình thân thể miễn cưỡng tới gần cái kia bốc hỏa viên thịt vận chuyển phần diệt thương khung vu thuật đem một đoàn quỷ hỏa chuyển hóa làm hỏa tia tiến vào trong thân thể tay phải hắn kinh mạch giờ phút này còn vỡ ra sở dĩ chỉ có thể theo tay trái trong kinh mạch tiến vào bởi vì trong thân thể mấy cây chủ kinh mạch cũng thụ thương hắn chỉ có thể từ nhỏ trong kinh mạch vận chuyển chật vật đem kia màu trắng hỏa tia vận chuyển đi trong đan điền. Các loại chờ hỏa tia tiến vào trong đan điền, giang giật cả người tựa như hư thoát, thân thể của hắn mềm yếu bất lực liền đưa tay cũng khó khăn, mà lại trái tim cùng mấy cây kinh mạch đều bị thương, trọng yếu nhất chính là hắn không có cách nào lấy ra liệu thương đan chữa thương, cũng không có cách nào vận công chữa thương, chỉ có thể chờ đợi chính nó khôi phục. Cái này khẽ động khó tránh khỏi hội khẽ động vết thương, hắn còn không có thời gian đi bận tâm vết thương, nếu không kia hỏa tia không cẩn thận liền sẽ bị viên thứ nhất tinh thần hấp thu, hắn cũng liền phí công nhọc sức. Nghỉ ngơi một hồi lâu, tiếp tục hấp thu hỏa diễm, hắn nhất định phải hấp thu 10 tia hỏa tia đi vào, mới có thể tế luyện ra một tia cường đại hỏa diễm, đợi thêm cửu thiên tinh thần chi lực tăng phúc, này quỷ hỏa uy lực mới có thể gia tăng. Cóc mặt người giờ phút này không có một chút động tính, mặc dù giờ phút này giang giật tại nó trong bụng, nó biểu hiện ra thủ đoạn công kích, cũng chỉ có chất lỏng màu đen cùng quỷ hỏa, nhưng người nào có thể bảo chứng nó chỉ có hai loại thủ đoạn công kích sở dĩ giang giật nhất định phải nhanh đem u minh quỷ hỏa tế luyện đốt giết cái này cóc thú mặt người hai tia ba tia cửu tia giang giật bắp thịt cả người đều run rẩy không ngừng bởi vì không ngừng ướn ẹo thân thể vết thương của hắn thỉnh thoảng bị xúc động mỗi lần đều sẽ để hắn đau đến nhe răng nhếch miệng mồ hôi lạnh chảy dọc đương nhiên giờ phút này bị chất lỏng màu đen bao lũng cũng chảy không suốt mồ hôi chỉ là hấp thu cửu tia u minh quỷ hỏa giang giật lại dòng dã dùng nửa canh giờ cái này nếu là trước kia cũng chính là trong chớp mắt liền có thể hoàn thành. Hắn nghỉ ngơi một hồi lâu, mới lại chật vật vươn tay hướng cái kia viên thịt bên trên chộp tới, nắm lên một đoàn quỷ hỏa chuyển hóa tiến thân thể nội, chờ thứ 10 tia hỏa tia tiến vào đan điền về sau, hắn rốt cục thở ra một hơi thật dài, nghỉ ngơi một hồi bắt đầu luyện hỏa. 10 tia u minh quỷ hỏa như 10 đầu màu trắng giao long quấn quanh, tiến vào nhảy lên ra, lẫn nhau giao hòa, từng đầu bị thôn phệ, cuối cùng hóa thành một đầu. Hô hô, không ra giang giật ngoài ý liệu, U Minh quỷ hỏa tế luyện sau khi thành công, bắt đầu ở tinh thần bên trong bạo tẩu, viên thứ nhất tinh thần cũng phát sáng lên, một tia tinh thần chi lực tiến vào U Minh quỷ hỏa bên trong, kia quỷ hỏa thoáng cái trung thực xuống tới. Chết, giang giật con mắt giờ khắc này đột nhiên mở ra, trong mắt đều là sát khí, tay trái vị trí vầng sáng lên một đạo bạch quang, một đoàn nho nhỏ hỏa diễm toát ra, cái này hỏa diễm thành màu tuyết trắng, bên trong có một cái quỷ mị mặt quỷ, quỷ kia mặt còn cảm giác còn vặn vẹo, làm người ta nhìn một chút cũng cảm giác tâm sợ. Ưng ực ưng ực, cái này hỏa diễm vẫn chưa hoàn toàn xuất hiện lúc, một mực không có động tính cóc mặt người đột nhiên có động tính, nó bụng dưới kịch liệt cổ động, phát ra từng tiếng âm thanh khủng bố, giang giật tim đập tốc độ tăng tốc gấp mấy chục lần, giờ khắc này trong đầu của hắn cũng vang lên một cái không có chút nào tâm tình chập trờn thanh âm, nhân loại, ngươi dám động, bản vương sẽ để cho ngươi lập tức chết đi. Thanh âm này rõ ràng là quái thú này truyền đến, giang giật trái tim vỡ ra lỗ hồng kia, nương theo lấy tiếng quái khiếu lên cũng không ngừng tăng lớn, tùy thời đều có thể trái tim hoàn toàn vỡ ra, hắn trong miệng tiên huyết không cần tiền toát ra, nhưng hắn ánh mắt vô cùng kiên định, điên cuồng trầm hống, ha ha, cho ta đi chết, người cái này chết cóc. Hô hô, trong lòng bàn tay hắn hỏa diễm hoàn toàn phóng xuất ra, cái này hỏa diễm vừa ra bao phủ thân thể của hắn chất lỏng màu đen đột nhiên bốc hơi. Bên cạnh cái kia viên thịt lại cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành hư vô, nhiệt độ chi cao đều đem giang giật dọa sợ suy suy, giang giật bốn phía chất lỏng màu đen từng mảnh từng mảnh bị bốc hơi, dưới chân hắn nhục bích cũng bắt đầu bốc khói, bởi vì không có chất lỏng màu đen quấn quanh, giang giật tại thời khắc này cũng cảm giác nguyên lực có thể động, tay chân cũng tràn đầy lực lượng cường đại. Uống, hắn một tay hướng phía dưới nhục bích đột nhiên đập tới, thân thể đi theo hướng phía dưới tiêu xạ mà đi, tế luyện sau u minh quỷ hỏa gào thét mà đi, những nơi đi qua nhục bích từng mảnh từng mảnh bị thiêu hủy, nhẹ nhõm đem cóc mặt người bắp thịt cho đốt mặc vào, Giang giật thân thể đi theo bay vụt ra ngoài, đã rơi vào mặt đất hải cốt bên trong. Ô ô ô, cóc mặt người phát ra một tiếng thống khổ chu lên, nó to lớn bụng dưới bị đốt mặc một cái lỗ lớn ra, khổng lồ thân thể cũng gấp kịch biến nhỏ, trong mắt bên trong đều là vẻ hoảng sợ, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía bắc sơn động đào tẩu. Còn muốn trốn, Giang giật phun ra một cái tụ huyết, trong đôi mắt đều là lãnh ý, cóc mặt người bị hắn đả thương nặng, giờ phút này chính là tốt nhất đánh giết thời cơ, mặc dù hắn người cũng bị thương nặng, nhưng lại làm sao lại từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Hắn một tay tại phủ cận một đoàn u minh quỷ hỏa bên trong một chảo, một bên nhanh chóng khống chế quỷ hỏa tiến vào trong đan điền tế luyện, một bên không ngừng mà thuấn di hướng cóc thú mặt người đuổi theo. Nhân loại, không muốn không biết tốt xấu, nếu không bản vương để ngươi vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Cóc thú mặt người tốc độ không tệ, nhưng hắn có thể bởi vì bị đả thương nặng, tốc độ có một ít ảnh hưởng, giang giật thuấn di tốc độ quá nhanh, thoáng cái đã đến gần khoảng cách của song phương, nó quay đầu tới há mồm phun ra một câu không có chút nào tâm tình chập trờn lời nói, trong mắt đều là e ngại. Có đúng không, Giang giật cười lạnh một tiếng, bởi vì khóe miệng cùng ngực đều là tiên huyết, sở dĩ nụ cười này lộ ra phá lệ dữ tợn. Vừa rồi hắn tế luyện hỏa diễm hao tốn dòng dã nửa canh giờ, giờ phút này tế luyện lại là mấy cái trong chớp mắt thời gian, hắn liên tục ba lần thuấn di về sau, thân thể đã ra góc mặt người phía trước, đại thủ đột nhiên hướng phía trước đánh ra, một đoàn tuyết trắng hỏa diễm mà ra, hướng cóc mặt người đầu đập tới. Ô ô ô, cóc mặt người tuyệt vọng quái khiếu vài tiếng, giang giật xuất hiện địa điểm rời đi hắn quá gần, nó căn bản không có cách nào tránh né, chỉ có thể chờ đợi chết. U Minh quỷ hỏa tế luyện về sau, uy lực lật ra mấy chục lần, tuyệt đối phải vượt qua cửu thiên long viêm mấy lần, gần với hỏa linh thạch toát ra hỏa diễm. Cao như vậy nhiệt độ, đừng nói cái này cóc mặt người, đoán chừng liền là nhai tí thú đều có thể đơn giản đốt xiết cóc thú mặt người thân thể tại thời khắc này cũng toát ra bạch sắc hỏa diễm, ý đồ ngăn cản thoáng cái. Suy suy, đáng tiếc trên người hắn u minh quỷ hỏa làm sao có thể cùng cái này tế luyện sau u minh quỷ hỏa so sánh giang giật đánh ra hỏa diễm mạnh mẽ đâm tới mà đi, trong nháy mắt đem cóc mặt người thân thể cho đốt thành hư vô. Suy suy, vào thời khắc này, giang giật nội tâm đột nhiên lần nữa dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, hắn không có chút gì do dự, thân thể lên núi ngoài động mà thuấn di mà đi, đồng thời thần thức hướng bên này quét tới, muốn nhìn một chút cái này cóc thú mặt người gọi đến dạng gì đồng bạn. Kết quả tìm tòi phía dưới, Giang giật một mặt ngạc nhiên, hắn vừa rồi đứng thẳng mặt đất bị phá ra, một cái màu đen to lớn gốc cây như trường xà phóng tới. Ma tinh đằng cái này đoạt hồn cốc cùng thế giới dưới đất có quan hệ gì cóc mặt người có thể triệu hồi ra ma tinh đằng. Giang giật trong đầu hiện lên một cái nghi vấn, bất quá lần này hắn cũng không làm sao kinh hoàng, không nói hắn có thể tế luyện u minh quỷ hỏa, liền nói cửu thiên long viêm cũng có thể đối ma tinh đằng theo thành tổn thương, hắn có thể nhẹ nhõm thoát đi ra ngoài. chương 463, tin tức xấu, đoạt hồn cốc, đầy đất hài cốt, u minh quỷ hỏa, cóc mặt người, thế giới dưới đất, đếm không hết thi nhân, ma tinh đằng. Hai thế giới tựa hồ có như vậy một tia liên hệ cóc mặt người tại trước khi chết ở giữa có thể triệu hồi ra ma tinh đằng chẳng lẽ đoạt hồn cốc cùng thế giới dưới đất là tương thông còn có cóc mặt người chất lỏng màu đen cùng ma tinh đằng đồng dạng có thể làm cho hắn nguyên lực nhiễu loạn, tựa hồ cũng có được cùng thuộc tính năng lượng. Giang giật trong đầu các loại nghi hoặc lóe lên một cái rồi biến mất, hắn rất nhanh kịp phản ứng, giờ phút này cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, hắn mặc dù không sợ ma tinh đằng, nhưng thứ này thật khó dây dưa, giờ phút này hắn bản thân bị trọng thương, một khi bị cuốn lấy tựu rất phiền toái. Suy suy, hắn đứng tại đáy cốc mặt phía bắc cửa hầm ngầm, đưa tay đánh ra mấy trường, đầy trời màu xanh đen hỏa diễm gào thét mà đi, cửa hang chỗ sâu ma tinh đằng lúc đầu như một đạo quỷ ảnh chạy tới, thật xa tựu dừng lại, rõ ràng rất là kiên kỳ cửu thiên long viêm. Xuy suy, giang giật không ngừng đánh ra hỏa diễm, khiến cho ma tinh đằng hướng về sau mặt thối lui, để hắn có chút đắng buồn bực chính là, cửu thiên long viêm bắn đi ra tốc độ rất nhanh. Nhưng ma tinh đằng lui đến càng nhanh, hắn căn bản không gây thương tổn được ma tinh đằng. Mà hắn lại không dám thuấn di ngang nhiên xông qua, sợ ma tinh đằng liều mạng phía dưới thoáng cái cuốn lấy hắn, sở dĩ hắn chỉ có không ngừng đánh ra hỏa diễm khiến cho ma tinh đằng lui ra phía sau, vấn đề là chẳng lẽ hắn một mực phóng thích cửu thiên long viêm xuống dưới hắn không phải mệt chết a, phải biết thương thế của hắn cũng không có phục hồi như cũ a. Ông, hắn cắn răng vận chuyển một tia nguyên lực đi tay phải kinh mạch, bởi vì tay phải kinh mạch liên tiếp đã nứt ra, nguyên lực những nơi đi qua, một mảnh tê tâm liệt phế chi đau, chờ hỏa linh châu sáng lên về sau, toàn thân hắn cơ bắp đều bởi vì đau đớn mà co rút. Trong tay hắn xuất hiện hai cái cao cấp liệu thương đan, há mồm nuốt vào về sau, dùng hắc sắc nguyên lực tăng phúc dược lực khống chế dược lực đi trị liệu lúc tổn hại kinh mạch. Cứ như vậy, hắn một mực đánh ra cửu thiên long viêm khiến cho ma tinh đằng không dám tới gần, một bên chờ đợi kinh mạch phục hồi như cũ. Tay phải hắn kinh mạch hư hại không thể luyện hỏa, hắn không dám dừng lại dừng công kích, ma tinh đằng tốc độ quá nhanh, hắn một khi ngừng công kích đi luyện lửa lời nói, nói không chừng hội trong nháy mắt bị ma tinh đằng cuốn lấy, sở dĩ chỉ có thể trước dạng này hao tổn. Sau 4 canh giờ, Giang giật tay phải kinh mạch đã chữa trị một chút, chỉ ít vận chuyển nguyên lực sẽ không đau như vậy. Hắn bắt đầu chậm rãi vận chuyển thiếu đi nguyên lực phối hợp dược lực chữa thương, trong khoảng thời gian này bởi vì hắn không phóng thích cửu thiên long viêm, sở dĩ ma tinh đằng một mực không dám tới gần, thương thế đang nhanh chóng khôi phục, giang giật nội tâm cũng đại định. Lần nữa qua ba canh giờ, giang giật kinh mạch đã chữa trị bảy tám phần, tay phải hắn hỏa linh châu sáng lên, từng đoàn từng đoàn u minh quỷ hỏa xuất hiện, lại trong nháy mắt bị hắn chuyển hóa làm hỏa tia tiến vào trong thân thể, vận chuyển đi trong đan điền, tế luyện một phen các loại trở tinh thần chi lực quán chú, đôi mắt của hắn cũng phát sáng lên. Tới đi, xúc sinh, hắn đình chỉ phóng thích hỏa diễm cứ như vậy đứng đấy chờ đợi ma tinh đằng tới gần. Ma tinh đằng đợi một hồi, tựa hồ phát hiện giang giật bên này không có hỏa diễm thoáng cái như một đầu như độc xà chạy tới, tốc độ như quỷ ảnh nhanh đến mức dọa người, giang giật khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, chờ ma tinh đằng tới gần hắn 10 trượng lúc, tay phải sáng lên một đạo tuyết trăng ánh sáng sau đó một đoàn bạch sắc hỏa diễm mà ra, kia bạch sắc hỏa diễm bên trong có một cái giữ tợn mặt quỷ, từ xa nhìn lại cảm giác đó căn bản không phải một đoàn hỏa diễm, mà là một cái phệ hồn lệ quỷ. Suy suy, ma tinh đằng rời đi giang giật một trường khoảng cách lúc đột nhiên dừng lại, sau đó điên cuồng hướng về sau mặt thối lui, nhưng mà khoảng cách song phương quá gần, u minh quỷ hỏa thoáng cái vọt ra ngoài, đem ma tinh đằng phía trước bao phủ đi vào. Một làn khói xanh bốc lên, một cỗ khó ngửi mùi vị khác thường truyền đến, một đoạn ma tinh đằng bị đốt là giả không, mà lại cái này hỏa diếm có thể một đường lan tràn đi qua, thiêu đốt ma tinh đằng bản thể. Suy suy, ma tinh đằng hiển nhiên là thật bị hù dọa, bản thể dùng tốc độ như tia chấp hướng đường cũ lùi về, giang giật thần thức có thể dò xét, ma tinh đằng trực tiếp chui vào lòng đất biến mất không thấy, hẳn là hồi trở lại thế giới dưới lòng đất. Hô hô, giang giật đặt mông ngồi dưới đất bạch cốt phía trên, từng ngụm từng ngụm thở, diệt sát các thú mặt người, đánh lui ma tinh đằng để hắn tại minh giới cùng nhân gian dạo qua một vòng, cũng mệt mỏi đến quá sức ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi tiểu nửa ngày, lại chữa trị thoáng cái kinh mạch, hắn lúc này mới đứng lên, thần thức tìm tòi phát hiện những cái kia hắc vụ đã sớm tán đi, âm thầm giải sầu. Bắt đầu ở trong sơn cốc bắt đầu đi loanh quanh, thu thập u minh quỷ hỏa. U minh quỷ hỏa rất nhiều, chỉ là thu thập một phần nhỏ hỏa linh châu đã đầy, hắn vốn định lập tức rời đi, đột nhiên vỗ đầu một cái nhớ tới một sự kiện, hắn có thể đem sở hữu u minh quỷ hỏa tế luyện một phen, lại tồn trữ vào hỏa linh châu bên trong, như vậy hắn có thể tồn chữ càng nhiều quỷ hỏa, mà lại tế luyện về sau quỷ hỏa trực tiếp có thể phóng thích diệt sát địch nhân, tốc độ công kích sẽ nhanh hơn hung tàn hơn. Bằng không đợi hắn phóng thích quỷ hỏa tế luyện, lại phóng thích đi giết địch, nếu như đối phương có đề phòng, hắn căn bản không có có cơ hội đánh lén. Ông, Hỏa Linh Châu phóng thích hỏa diễm, gian giật chuyển hóa tiến thân thể nội, tế luyện một phen sau lại để cho Hỏa Linh Châu đem quỷ hỏa cho hấp thu đi vào. Dạng này vòng đi vòng lại tại sau nửa canh giờ, hắn hỏa linh châu bên trong quỷ hỏa toàn bộ tế luyện một phen, quỷ hỏa số lượng cũng thiếu một phần mười, hắn thân thể lóe lên nhanh chóng hướng thiếu đáy cốc phiêu đáng quỷ hỏa phóng đi, không ngừng tế luyện sau chứa đựng tại hỏa linh châu bên trong. Hắn hỏa linh châu bên trong không gian có phương viên mấy trăm trượng, giống như toàn bộ đều chứa đựng tế luyện sau quỷ hỏa, kia đầy đủ hắn dùng một đoạn thời gian. Cái này tế luyện sau quỷ hỏa dị thường bá đạo hung tàn, Giang Giật tin tưởng coi như lăng ra lão tổ cho hắn tới gần đánh lén có thể trong nháy mắt miểu sát, sở dĩ chỉ cần hỏa linh châu bộ nhớ chữ đầy đủ quỷ hỏa, hắn cũng tự tin có thể đốt diệt hết thảy địch tới đánh. Không sai biệt lắm, cần phải trở về, ra gần một tháng, cũng không biết nhà như thế nào. Nửa ngày sau, trong u cốc u minh quỷ hỏa bị giang giật góp nhặt bảy tám phần, hỏa linh châu bên trong cũng tràn đầy tế luyện sau quỷ hỏa, giang giật quyết định lên đường trở về. Phía trên hắc vụ, bởi vì cóc mặt người chết đi sớm đã tiêu tán, giang giật một đường hướng lên trên mặt thuấn di, chỉ là mấy cái trong trước mắt đã tới đoạt hồn cốc phía trên trên vách đá, bên ngoài sắc trời rất tối tăm, đã nhanh đêm xuống, Giang giật lòng chỉ muốn về cũng không nghỉ ngơi, hướng phía nam cấp tốc chạy như điên. Hắn nhớ rõ đoạt hồn cốc phụ cận có một cái thành nhỏ, lâu như vậy thời gian không cùng liên lạc với bên ngoài, hắn muốn dò xét thoáng cái tin tức. Dù sao yêu hậu rời đi, vài quốc gia giống như biết được tin tức, rất có thể đối đại hạ quốc động thủ. Hao tốn nửa canh giờ, hắn tìm được cái kia trong trí nhớ thành nhỏ, dùng bách biến mặt nạ cải biến dung mạo, hắn nhanh chân hướng thành nội đi đến. Vừa mới vào thành hắn phát sinh không đúng, bởi vì sắc trời đã tối hẳn, nhưng thành nội còn rất là náo nhiệt, tử quán trong quán chả có đại lượng người tụ tập, người người sắc mặt mặt mày hớn hở, rất là hưng phấn. Nghe nói không đại quân của chúng ta đã đánh vào Đại Hạ Quốc, giờ phút này đã chiếm lĩnh hai cái đại thành. Hư, lần này yêu hậu rời đi, còn có ai có thể bảo vệ được giang giật cái này tặc tử hẳn phải chết. Giang giật thính tai thoáng cái nghe được một cái để trong lòng hắn chìm vào đáy cốc tin tức, đầu hắn thật sâu thấp, cẩn thận lắng nghe bốn phía tin tức, rất nhanh trong mắt của hắn trở nên sát khí nghiêm nghị. Yêu hậu rời đi tin tức hoàn toàn chính xác đã truyền khắp đại lục, mà vài quốc gia đại quân đã ở hôm qua bắt đầu công kích đại hạ quốc, thánh linh quốc cùng thần võ quốc đại quân, thậm chí đã dẹp xong mấy cái thành trì. Mã lạc qua bích, Giang giật thầm mắng một tiếng, nội tâm nhanh như liệt hỏa, đại quân đã tiến vào đại hạ quốc trong bụng chỉ cần ba ngày liền có thể đến Hạ Vũ Thành, mà hắn chạy trở về lại. Ít nhất cũng phải 10 ngày, chương 464, Binh Lâm Thành Hạ, Giang Dập tìm hiểu tin tức không sai, Thanh Long Hoàng Triều, Bắc Lương Quốc, Bắc Mãng Quốc, Thánh Linh Quốc, Thần Võ Quốc năm nước đại quân đã sớm chạy. Bọn hắn đều thu được một tin tức, một cái để bọn hắn không thể không động thủ tin tức yêu hậu rời đi thiên tinh đại lục, tin tức này đến đến Võ Điện, đồng thời Võ Điện còn cho bọn hắn cam đoan, Thủy U Lan cùng đại thiện tự lão hòa thượng tuyệt đối không còn dám bảo vệ giang giật. Tin tức này để các đại thế lực không cách nào bình tĩnh, vương thành một trận chiến, giang giật một người một thú chiến tam đại kim cương cường giả, kết quả toàn thắng. Ước hẹn 3 năm mới trôi qua một nửa, giang giật tốc độ phát triển lại kinh khủng như vậy. Giống như lại cho hắn hơn một năm thời gian, ai cũng không có nắm chắc lực áp hắn, năm đó ở Hạ Vũ Thành bên ngoài, các đại cường giả thế nhưng là kém chút chém giết giang giật, mà giang giật người này tâm ngoan thủ lạt, chưa từng thủ hạ lưu tình, giống như 3 năm kỳ đầy, cho Giang giật có đầy đủ thực lực, nói không chừng bốn quốc cùng Thanh Long Hoàng Triều đều muốn bị Giang giật một người tiêu diệt. Nói một cách khác, bọn hắn đều sợ, sở dĩ võ điện truyền đến tin tức về sau, vài quốc gia quốc chủ cùng Kim Cương Cường giả một thương nghị, quyết định lập tức khởi binh, san bằng đại hạ quốc, cũng hợp lực chém giết Giang giật. Võ điện thế lực rất cường đại, cường đại đến bọn hắn đều không thể chống lại tình trạng, nhưng võ điện có một chút rất tốt, chưa từng tranh bá sở dĩ bọn hắn đều rất tin tưởng võ điện đại sự như thế võ điện cũng không phải giả truyền tin tức còn như võ điện vì sao không tự mình động thủ mà lại không có đầy một tháng tổng điện chủ còn chưa có trở lại tựu vội vàng ám chỉ vài quốc gia động thủ là bởi vì một người cơ thính vũ cơ thính vũ một mực thích bày mưu rồi hành động nàng thích ẩn thân tại phía sau màn điều khiển sở dĩ vạn bất đắc dĩ nàng sẽ không để cho võ điện người tự mình động thủ nói như vậy hội triệt để đắc tội giang giật võ điện cũng sẽ theo phía sau màn đi đến trước sân khấu phàm là đều có cái vạn nhất giang giật sáng tạo kỳ tích cũng quá là nhiều cho nên nàng quyết định trước giật dây lăng ra lão tổ bọn người động thủ trước vạn nhất ra điểm tình trạng cũng sẽ không liên lụy võ điện điểm trọng yếu nhất võ điện tổng điện chủ người này nàng không có cách nào tả hiếu giống như võ điện tổng điện chủ trở về đối giang giật có ái tài chi tâm rất có thể sẽ không động thủ ngược lại thành tâm mời chào mà muốn mời chào giang giật cơ thính vũ nhất định phải chết nếu không thành ý không đủ, sở dĩ cơ thính vũ mới định ra mưu kế, để ngũ đại thế lực trước xuất binh, san bằng đại hạ quốc, diệt sát giang giật. Vài quốc gia đại quân lần này cũng không có xuất động quá nhiều người, cộng lại không đủ một vạn người, nhưng gần đây vạn người toàn bộ đều là thần du cường giả, còn như các quốc gia kim cương cường giả phải trang tiềm phục tại trong quân, cái này ai cũng không biết. Đại quân tới rất nhanh, thánh linh quốc trực tiếp cưới linh thú phi hành, tiến vào đại hạ quốc lập tức công thành. Thanh Long Hoàng Triều, Bắc Mãng quốc Bắc Lương quốc đại quân cưới truyền tống trận đi thần võ quốc Phương Thành, sau đó hội hợp thần võ quốc đại quân cưới linh thú phi hành bay thẳng Đại Hạ quốc, sở dĩ bọn hắn muốn như thế cấp tốc hành quân, cũng không muốn cho Thiên Huyền quốc cơ hội phản ứng, đồng thời cũng tránh cho Thủy U Lan lão hòa thượng bọn người cứu viện, cứ việc võ điện đã bảo đảm, nhưng bọn hắn vẫn là quyết định tốc chiến tốc thắng. Đại Hạ quốc lần trước thảm tao lục đại thế lực vây công, trong nước quân đội cơ bản bị tiêu diệt, sở dĩ các trong thành trì quân đội ít đến thương cảm, thần du cường giả càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thoáng cái tao ngộ đại quân tập kích kết cục có thể nghĩ, trong một ngày tiểu bị dẹp xong bốn cái thành trì. Tin tức truyền ra, toàn bộ đại hạ quốc chấn động, hạ vũ thành bên trong càng là nháo nha nháo nhác khắp nơi, nguyên bản rất nhiều an định lại gia tộc con dân cũng bắt đầu hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ngũ đại thế lực tuyệt đối sẽ không đánh không có chuẩn bị chiến, ước hẹn 3 năm chưa đầy bọn hắn dám công kích, nói rõ một điểm, hoặc là bọn hắn điên rồi, hoặc là bọn hắn có nắm chắc diệt đại hạ quốc, diệt giang giật. Tô như tuyết mấy người cũng luống cuống, bởi vì giang giật đi thánh linh quốc đoạt hồn cốc cũng không trở về đến, mà lại ai cũng không biết hắn lúc nào trở về, không có giang giật mọi người chẳng khác nào không có chủ tâm cốt, không biết làm sao. Đi qua một đoạn thời gian bối rối, tô như tuyết chấn định lại rất nhanh truyền lệnh xuống, phương Bắc thành trì quân đội toàn bộ không nên chống cự, có quân đội đột kích trực tiếp đầu hàng, mấy đại thế lực không có khả năng đổ thành, lần này tới ít người cũng không có khả năng cướp bóc, càng không khả năng chiếm cứ thành trì đồng thời nàng lệnh làm hạ vũ thành bên trong con dân gia tộc toàn bộ rút lui rút lui phương hướng là phía tây nàng rất rõ ràng vài quốc gia đại quân mục tiêu lần này tuyệt đối là hạ vũ thành chỉ cần hạ vũ thành bị diệt bọn hắn cũng không sẽ đi tiến đánh còn lại thành trì nàng không biết chuyện gì xảy ra nhưng nàng biết rõ lần này ngũ đại thế lực tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến rất có thể tất cả mọi người muốn chết chết nàng chưa từng e ngại lần này nàng ngược lại không hy vọng giang giật nhận được tin tức trở về nàng không có khả năng vứt bỏ đại hạ quốc, cho nên nàng chắc chắn sẽ không trốn, ngũ đại thế lực khí thế hung hung, giang giật trở về rất có thể cũng sẽ vẫn lạc, nàng tự nhiên không hy vọng chính mình âu yếm nam nhân trở về cùng mình chôn cùng. Ta không đi, ta cũng không đi, lão đại không trở lại, ta cũng là không đi, muốn chết cùng chết. Thiếu gia nói, muốn ta bảo hộ như tuyết tỷ tỷ, sở dĩ muốn hủy diệt hạ vũ thành, nhất định phải theo tiểu nô trên thi thể bước qua. Phiêu trong tuyết cung, Tô Như Tuyết vừa mới đưa ra để mấy người rút lui lời nói, mấy người tự chăm miệng một lời mở miệng. Giang giật không tại, bọn hắn như thế nào lại bỏ qua giang giật nữ nhân thoát đi dạng này bọn hắn về sau làm sao đối mặt giang giật lại nói bọn hắn cùng giang giật quan hệ tốt như vậy, muốn chạy trốn lại có thể chạy trốn tới đâu đây bọn hắn chỉ có cùng giang giật một con đường đi đến đen. Ai, Tô Như Tuyết u u thở dài, không còn khuyên nhiều, có giang tiểu nô tại, nàng coi như muốn cưỡng ép đem mọi người đưa tiến cũng không thể nào, nàng đi ra bên ngoài triệu tập quần thần, an bài hạ vũ thành thành nội con dân rút lui. Thành nội con dân rút lui rất nhanh, văn thần cũng đi một vòng lớn, nhưng đại bộ phận võ tướng đều lưu lại, quân đội cũng cơ bản đều lưu lại, năm đó lục đại thế lực vây công hạ vũ thành bọn hắn không có trốn, lần này bọn hắn cũng sẽ không trốn, bởi vì bọn hắn đều tin tưởng cái kia thần đồng dạng thiếu niên nhất định sẽ lần nữa sáng tạo kỳ tích. Vài quốc gia đại quân một đường công thành đoạt đất, chỉ là ba ngày thời gian liền đã san bằng đại hạ quốc bắc bộ sở hữu đại thành, bởi vì Tô Như Tuyết mệnh lệnh không ai chống cự, sở dĩ ngũ đại thế lực gần như không có thương tổn một binh một tốt tự quét ngang đại hạ quốc Bắc Bộ, bọn hắn cũng không có đổ thành, chỉ là lưu lại một số người chiếm cứ thành chỉ lưu lại đường lui, ngày thứ ba trong đêm mấy ngàn đại quân đã binh lâm hạ vũ thành bên ngoài. Rất kỳ quái chính là, tại trong đêm đại quân cũng không có công kích, ngược lại ở bên ngoài hạ trại nghỉ ngơi. Mặc dù chỉ có 7, 8 ngàn người, thành nội đại quân có được 30 vạt, nhưng cho thành nội lưu lại con dân cảm giác bên ngoài có được mấy trăm vạn đại quân kinh khủng, bởi vì ai đều có thể đoán được, trong đại quân tuyệt đối ẩn giấu đi kim cương cường giả. Tô Như Tuyết không có lựa chọn để đại quân ra khỏi thành Ninh Địch, mà là lặng lặng chờ đợi bọn hắn công kích, thành nội con dân quân sĩ một đêm không ngủ, vẫn đứng tại trên tường thành nhìn qua nơi xa đen nhánh trong đêm hạ trại đại quân, cảm giác tựa như nhìn thấy từng cái dữ tợn quái thú. Ngày thứ hai, đại quân vẫn như cũ không nhúc nhích, để toàn thành người đều cảm giác quỷ dị tới cực điểm, trong đêm đại quân rốt cuộc động, binh lâm hạ vũ thành bên ngoài một ngày, mấy đại thế lực thám tử, theo các nơi phản hồi tin tức để bọn hắn rất hài lòng yêu hậu chưa từng xuất hiện, Thủy U Lan cùng Lão Hòa Thượng cũng quả nhiên không nhúc nhích, sở dĩ bọn hắn chuẩn bị công kích. Giang giật, ra nhận lấy cái chết, thần võ quốc lĩnh quân nguyên soái thái sử vô địch giống dài một tiếng, gặp thành nội không có phản ứng, trong tay hắn trưởng kiếm nhất vung, quát, công kích. Ngao, đại quân vừa mới hướng thành nội phóng đi, hạ vũ thành vương cung bên trong vang lên một tiếng kinh thiên thú giống một cái khổng lồ yêu thú theo thành nội mà lên khí tức trên thân toàn thịnh bao phủ ngoài thành mấy ngàn thần du võ giả đại quân nó một bộ da da bên trong đều là đỏ vàng sắc quang mang tựa như có từng đoàn từng đoàn nham tương tại trên da lưu truyền như chuông đồng trong con ngươi đều là sát khí nó ánh mắt hướng ngoài thành quét qua nhếch miệng phát ra một tiếng trầm hống âm thanh dám bước vào thành nội một bước giết chết bất luận tội nhai tí thú xuất chiến chương 465, đại chiến bắt đầu, nhai tí thú thực lực không cần hoài nghi, kinh khủng uy áp trong nháy mắt để ngoài thành mấy ngàn thần du cường giả như rớt vào hầm băng, rất nhiều cấp thấp thần du cường giả thậm chí tại thời khắc này ngay cả động cũng không động được. Giang giật muốn động thủ sao, ngũ đại thế lực rất nhiều cường giả ánh mắt nhìn về phía hạ vũ thành bên trong, nhai tí thú là giang giật ký hiệu, nhai tí thú xuất hiện, kia giang giật khẳng định cũng sẽ ra. Đối với giang giật, rất nhiều cường giả là vừa kính vừa hận Đương nhiên càng nhiều hơn chính là e ngại. Cái này thần đồng dạng thiếu niên sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, giờ phút này trong lòng bọn họ cũng không chắc tiếp xuống sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Nhai tí thú, chưa có cản rỡ, toàn quân công kích, cái này nho nhỏ yêu vương, bản vương một người liền có thể chém giết hắn. Một đạo như sư hống thanh âm vang lên, nơi xa không trung bay tới một đạo vĩ ngạn thân ảnh, người này người khoác ngũ sắc chiến bào, cầm trong tay kích lớn màu vàng ống, đầu đội từ ngọc thiên quan, trên thân khí thế như rồng còn không có tới gần kia tựa như núi cao khí thức liền để rất nhiều võ giả cảm giác được ngạt thở. Tiêu Long Vương, tô như tuyết đôi mắt có chút nheo lại, ngũ đại thế lực quả nhiên có chuẩn bị mà đến, cái thứ nhất kim cương cường giả xuất hiện, phía sau kim cương cường giả sẽ còn xa sao. Giết, thái sử vô địch lần nữa bạo giống một tiếng, trước tiên công kích, trong tay một thanh trường kiếm hóa thành đạo đạo tàn ảnh hướng phía trước đánh xuống, một đạo lục sắc kiếm ảnh gào thét mà ra, vạch phá bầu trời, như sao trổi hướng phía trước bay đi suy suy tám ngàn thần du cường giả chỉnh tề tinh tế hướng phía trước phóng thích nguyên lực công kích trong chốc lát toàn bộ bầu trời phát sáng lên không gian từng mảnh từng mảnh bị chấn động tựa như bình tĩnh nước hồ nện xuống vô số tảng đá lớn kia hủy thiên diệt địa khí tức bao phủ toàn bộ hạ vũ thành mở ra vòng bảo hộ tô như tuyết mặt không đổi sắc chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay trên tường thành rất nhiều màu đen gạch đá phát sáng lên toàn bộ hạ vũ thành trên bầu trời sáng lên một cái thủy lam sắc vòng bảo hộ tựa như là nửa cái cự đại thủy màu lam chén lớn móc ngược tại hạ vũ thành trên không. Phanh phanh phanh, mấy ngàn đạo nguyên lực công kích liên tục không ngừng nện ở vòng bảo hộ phía trên, vòng bảo hộ bên trên lam quang đại thịnh, lại mạnh mẽ chặn mấy ngàn thần du cường giả công kích. Nguyên lực công kích tại vòng bảo hộ bên ngoài tỏa ra, giống như pháo hoa lộng lẫy, đẹp đến nỗi lòng người say. Cái này, Thánh Linh Quốc lão tướng quân, Thái sử vô địch, Thanh Long hoàng triều long tướng quân bọn người hai mặt cùng nhau suyệt, Thiên Tinh thành cũng có cái vòng bảo hộ, nhưng đó là thanh long hoàng triều năm đó một vị tuyệt thế thiên quân cường giả bố trí hạ vũ thành trước kia cũng không có vòng bảo hộ thời gian ngắn như vậy ai có thể bố trí như thế cường đại vòng bảo hộ vu thần lão tổ cấm chế quả nhiên cường đại vân phỉ hưng phấn nắm chặt nắm tay nhỏ dùng dao mổ trâu cắt tiết gà không nghĩ tới lại thành đương nhiên cái này cần nhờ vào tô như tuyết có được rất nhiều thiên thạch nếu không dùng cái khác linh thạch thay thế vừa rồi một vòng công kích tuyệt đối chịu không được tiếp tục công kích, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này vòng bảo hộ có thể chống. Thái sử vô địch trầm hống, nhưng hắn còn chưa nói xong, bầu trời một đạo cột sáng màu trắng mà xuống, trực tiếp bổ chúng dùng hắn làm trung tâm phương viên mấy chục trượng mặt đất. Suy suy, không có bạo tạc, thái sử vô địch cùng bên người mấy chục tên thần du cường giả trực tiếp hóa thành bột mịn, mặt đất cũng xuất hiện một cái hình tròn hố sâu, sâu không thấy đáy, nhìn một chút đều để lòng người sợ. Nhiệt xúc, dám đả thương người, tiêu long vương giận dữ, trong tay hỏa kích đột nhiên một vòng, một vệt kim quang ra, kim quang kia ở giữa không trung hóa thành một cái dị thú dương nhanh múa vuốt hướng nhai tí thú chộp tới. Hưu, nhai tí đầu thú bên trên độc giác sáng lên, một đạo bạch quang hướng dị thú hư ảnh mà đi, một đạo kinh thiên tiếng nổ vang lên, lấp lánh bạch quang khiến phía dưới tất cả mọi người mù, tự liền tô như tuyết bọn người hoàn toàn thấy không rõ đồ vật. Trốn, quyền tướng quân bọn người toàn bộ sắc mặt đại biến, nội tâm thầm mắng không ngừng, cái này Tiêu Long Vương sẽ không tìm xa một chút địa phương khai chiến hắn cùng Nhai Tí Thú cái này đại chiến cùng một chỗ, Nhai Tí Thú có chết hay không không biết, người phía dưới thế nhưng là toàn bộ sẽ bị liên lụy trí tử. Người phía dưới cũng giật mình tỉnh lại, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng bỏ trốn, nhưng Tiêu Long Vương là cái gì cấp bậc cường giả đây chính là kim cương thất trọng chí cường giả, Nhai Tí Thú cũng là đỉnh phong yêu vương, mặc dù còn không có đột phá thành yêu đế, không thể cá chép cá vượt long môn, thực lực vượt lên trải qua, nhưng nó yêu thuật quá kinh khủng suy suy kinh khủng sóng xung kích như như gió bão mưa rào mãnh liệt mà đến phía dưới cùng hơn 200 thần du cường giả trực tiếp bị cường đại vận vẹo lực rào sát thành thịt nát phụ cận thần du võ giả cũng như lục bình không dễ bị xung kích đợt đập bay ra ngoài người giữa không chung rất nhiều người phun máu tươi tung tóe ngất đi nhiệt xúc có loại cùng bản vương đi lên một trận chiến tiêu long vương tỉnh ngộ lại nổi giận đại hống nhai tí thú lại hóa thành một đạo lưu quang hướng phía dưới thần du cường giả phóng đi phàm là nơi nó đi qua từng mảnh từng mảnh thần du võ giả, hoặc là bị nó lợi chảo xé rách, hoặc là bị trực tiếp đụng thành thịt muối, hoặc là bị nó miệng lớn cắn nát, mấy cái trong chớp mắt, phía dưới thần du cường giả không ngờ kinh tử thương gần ngàn. Nhiệt xúc, muốn chết, tiêu long vương giận dữ, thân thể hóa thành tàn ảnh hướng nhai tí thú đuổi theo. Tốc độ của hắn so nhai tí thú nhanh, vấn đề là bốn phương tám hướng đều là liên quân, hắn không dám vận dụng cường đại công kích, nhai tí thú lực phòng ngự siêu cường, cũng không cùng hắn giao chiến, trong lúc nhất thời hắn căn bản không làm gì được nhai tí thú, trừ phi hắn hoàn toàn không để ý tới bốn phía chạy trốn liên quân. Hừ, đúng lúc này, một đạo lạnh băng băng tiếng hử vang lên, phía bắc một đạo thân ảnh màu hoàng kim xuất hiện, toàn thân hắn bao phủ tại kim hoàng chiến giáp bên trong, trong tay cũng cầm một gạch kim sắc trường thương, toàn thân như một viên trích dương lóa mắt, hắn theo phía bắc đi tới, bởi vì toàn thân phát ra kim quang, tự cho người ta cảm giác giống như là một tôn vô địch thần đề. Bắc Lương Quốc Sát Đế, Tiêu Long Vương, Người làm sao ngu xuẩn như vậy, truy sát con súc sinh kia cái gì trực tiếp phá thành là được. Sát đế toàn thân bao phủ tại khôi giáp bên trong, chỉ còn lại một đôi lạnh như vạn năm sông băng con mắt, trường thương trong tay của hắn đột nhiên hướng phía trước một đâm, trước mặt hắn không gian lập tức bắt đầu vặn vẹo, mà vô cùng thần kỳ chính là cái kia cây trường thương lại biến mất không thấy. Suy suy, để tô như tuyết bọn người chấn kinh ngạc vô cùng chính là, một giây sau cái kia kim sắc trường thương lại ra vòng bảo hộ bên ngoài, đâm thẳng vòng bảo hộ mà tới. Ông, vòng bảo hộ hào quang màu xanh nước biển đại thịnh, nhưng kim sắc trường thương lại như không, nhẹ nhõm đâm vào trong hộ cháo, sau đó toàn bộ vòng bảo hộ như bong bóng vỡ tan, tan biến vô ngân. Đúng, trước san bằng hạ vũ thành, tiêu long vương đôi mắt sáng lên, cùng lúc nào đi truy sát nhai tí thú, không bằng công kích hạ vũ thành, xem nhai tí thú có trở về hay không viện binh. Không bằng hắn nói là nói như vậy, cũng không có lập tức hướng thành nội đánh tới, mà là hướng sát đế nhìn lại. Sát đế cũng không nhúc nhích, hai người nhìn qua yên tĩnh tới cực điểm thành trì cảm giác có chút tim đập nhanh giang giật một mực không có xuất hiện hai người cũng không phải đồ đần vạn nhất sông đi vào bên trong giang giật mưu kế đâu phải biết giang giật thế nhưng là diệt sát qua lâm thái giám tiêu long vương có chút nổi giận hướng phương bắc nhìn vài lần gặp còn lại mấy lão già cũng không có xuất động nội tâm thầm mắng hắn con ngươi nhất chuyển quát lớn toàn quân nghe lệnh hướng hạ vũ thành bên trong sung kích chỉ cần vào thành kia nhiệt xúc tự nhiên không dám truy sát các ngươi Đúng a, à, bị nhai tí thú truy sát đến kém chút hồn phi phách tán thần du đám võ giả, toàn bộ đôi mắt sáng lên, chỉ cần vào thành, cùng hạ vũ thành quân sĩ giao chiến chém giết cùng một chỗ, nhai tí thú còn thế nào truy sát. Hiu hiu hiu, hiu vô số thần du cường giả hướng hạ vũ thành bên trong phóng đi, bọn hắn đều tin tưởng thành nội có lẽ càng hung hiểm, nhưng sông đi vào còn có một đầu sinh lộ, không sông đi vào bức bách giang giật hiện thân, còn lại các vị kim cương cường giả tuyệt đối sẽ không lộ diện, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ lấy nhai tí thú từng cái đem bọn hắn đánh chết. Nghênh chiến, thề cùng hạ vũ thành cùng tồn vong, tô như tuyết khẽ kêu một tiếng, ngọc thủ vung lên, thành nội vô số thần du cường giả rút tay ra bên trong binh khí, vận chuyển nguyên lực, binh khí bên trên đều sáng lên đủ mọi màu sắc quang mang, chiếu dọi tại bọn hắn kiên nghị trên mặt, để thành nội túc sát chi khí càng thêm nồng đậm mấy phần. Trường 466, không biết xấu hổ không có nóng này. Hạ vũ thành thần du cường giả cũng không nhiều, trước kia chỉ có gần ngàn người, đằng sau giang giật khai quật thần mạch, tôi như tuyết dùng đại lượng thiên thạch bí mật bồi dưỡng một nhóm thần du cường giả, có chừng hơn 2.000 người, đáng tiếc nhóm này thần du cường giả thực lực đều không phải là quá mạnh, chỉ có thần du ngũ trọng tả hiếu. Tôi như tuyết đã định liều mạng, tự nhiên không định giữ lại thực lực, nàng chỉ muốn tận khả năng để đám này xâm phạm đại hạ quốc tặc tử lưu lại vĩnh viễn khó có thể ma diệt tổn thương, cũng nói cho người trong thiên hạ, đại hạ quốc con dân không phải dễ khi dễ, muốn để đại hạ quốc phong quốc phải bỏ ra huyết đại giới. Giết, ngoài thành thần du cường giả như châu chấu lít nha lít nhít vào tới, lư lão tướng quân một tiếng quát lớn phía dưới trước tiên hướng dưới thành phóng đi, đã đối phương không cần nguyên lực công kích, bọn hắn ít người tự nhiên cũng sẽ không trước tiên phóng thích nguyên lực công kích. Thành nội không có vòng bảo hộ, trên tường thành có bọn hắn quốc chủ, tường thành sau là hạ vũ thành con dân, một khi tương hỗ nguyên lực công kích, bình dân sẽ đại lượng tử thương, hạ vũ thành cũng sẽ bị san thành bình địa. Vù vù, trên tường thành từng bầy thần du cường giả bắn ra, gần 3.000 thần du cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Tô Như Tuyết bên người chỉ có lưu lại hai tên thần du cường giả bảo hộ, những người còn lại đều liền xông ra ngoài. Đồng thời trên tường thành mấy chục vạn đại quân cũng nhảy xuống tường thành, cứ việc trong đại quân phổ biến đều là chú đỉnh tử phủ võ giả, lao ra chỉ có thể chịu chết, nhưng như thế thời khắc bọn hắn lưu tại thành nội còn có ý nghĩa gì không bằng oanh oanh liệt liệt chiến tử xa trường bang bang phanh phanh uống hay hai bên rất nhanh liền đánh giáp lá cà các loại đạo văn công kích võ ký phóng thích khắp thiên đều là binh khí lấp lánh quan ảnh binh khí đụng nhau thanh âm bên tai không dứt tàn khốc vật lộn bắt đầu hạ vũ thành bên ngoài lần nữa biến thành say thịt tràng ngao ngao nhai tí thú tướng nơi xa chạy trốn mười mấy tên thần du cường giả đánh giết về sau nổi giận hướng thành nội vọt tới nhưng hai bên võ giả đã trải qua rồi loạn chiến nó nếu là công kích rất có thể ngộ thương đại hạ quốc quân đội vù vù nhai tí thú bất đắc dĩ chỉ có thể hướng giữa không trung mà đi bắn thẳng đến bắc lương quốc sát đế giữa không trung sát đế cùng tiêu long vương cười lạnh một tiếng bọn hắn đã sớm trở lấy nhai tí thú giờ phút này hai đạo tàn ảnh lóe lên cùng nhai tí thú chiến phanh 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 nhai tí thú thân thể như một đạo như lưu quang ở giữa không trung lóe lên tiêu long vương cùng sát đế tốc độ cũng nhanh như thiểm điện bình thường võ giả căn bản thấy không rõ hai người một thú chân thân, chỉ là có thể nhìn thấy ba đạo ảnh tử không ngừng ở giữa không chung lấp lóe, thỉnh thoảng có thể nghe được hai người binh khí cùng nhai tí thú lợi chảo đụng nhau thanh thúy thanh. Rất rõ ràng, Tiêu Long Vương cùng sát đế cũng không có đem hết toàn lực, lăng gia lão tổ cùng những người khác cũng không hiện thân, giang giật cũng không có hiện thân, hai người đương nhiên sẽ không đần độn toàn lực chém giết. Hai người thực lực cường đại trận đánh tổn thương nhai tí thú quá dễ dàng, đánh giết cũng không khó khăn, tại giam giật không hề lộ diện trước đó, hai người tự nhiên muốn bảo tồn thực lực. Phía dưới liên quân đã hoàn toàn áp chế đại hạ quốc quân đội, không cần nửa canh giờ liền có thể đánh vào hạ vũ thành, hai người chỉ cần kéo lấy nhai tí thú, chờ liên quân công kích hạ vũ thành, giang giật còn có thể tiếp tục ẩn nhẫn. Phía dưới chiến đấu rất khốc liệt, đại hạ quốc quân đội nhân số là liên quân gấp mấy chục lần, nhưng liên quân thần du cường giả rất rất nhiều, mà lại thần du đỉnh phong cường giả ít nhất có hơn một ngàn, một đám mãnh hổ tiến vào bầy cừu, cứ việc cái này bày cử số lượng là gấp mấy chục lần, lại có thể nào ngăn cản mãnh hổ tiến công? suy suy, thần du cường giả tối đỉnh bên trong, đặc biệt một tên bắc lương quốc tướng quân dũng mãnh nhất, toàn thân hắn bao phủ tại màu đen chiến giáp bên trong, thân cao tám thước, trong tay cầm một cái cửa phủ, cửa phủ bên trên hắc quang lấp lánh, khí tức dọa người, rõ ràng là một cái thánh khí. hắn một cái như cửa thú mang theo một đám bắc lương quốc thần du đỉnh phong mạnh mẽ đâm tới, dưới tay hắn gần như không có ai đỡ nổi một hiệp phàm là bị hắn cự phủ bổ chúng võ giả, bất luận là thần du ngũ trọng vẫn là thần du đỉnh phong, đều lập tức bị chém giết, chiến lực bưu hãn đến cực điểm. Thánh linh quốc lão tướng quân, thanh long hoàng triều long tướng quân, bắc mãng quốc đao gia tướng quân, thần võ quốc thái sử gia tướng quân mấy người cũng phân biệt xuất lĩnh một đội thần du cường giả tối đỉnh, tại dưới tường thành giết vào giết ra, như cắt rơm giả đem đại hạ quốc quân đội chém giết. Giết người tốc độ nhanh chóng, làm lòng người giật mình, chỉ là thời gian một nén nhang liền đã chém giết đại hạ quốc gần vạn người, trong đó còn bao gồm mấy trăm thần du cường giả. Đương nhiên, liên quân bên này cũng có thương vong, có thể lưu lại quân đội cùng cường giả, đều là chuẩn bị cùng hạ vũ thành chết theo, bọn hắn vốn cũng không dự định sống, công kích tự nhiên tứ không kiên sợ. Đều là đồng quy vô tận đấu pháp, coi như không thể kéo lấy đối phương chết, cũng phải cấp hắn lưu lại một vết thương. Vân phỉ công chúa, vô song thiếu gia muốn người đi qua một chuyến, có chuyện quan trọng thương lượng. Trên tường thành, một tên chiến gia hộ vệ đột nhiên xông lên tường thành, hướng Vân Phỉ chắp tay thấp giọng nói. Cái này chiến gia hạ nhân Vân Phỉ rất quen thuộc, nàng mặc dù có chút nghi hoặc nhưng cũng không nhiều lời, cùng tô như tuyết nói một tiếng, nhanh chóng hướng dưới thành chạy đi. Chiến vô song cùng tiền vạn quán không có lên thành tường đến, tô như tuyết cũng không để ý, càng sẽ không hoài nghi hai người sợ chết, nếu không ba ngày trước để cho hai người rời đi, bọn hắn liền sẽ đi. Vân Phỉ vọt vào phiêu trong tuyết cung, cũng không có phát hiện chiến vô song cùng tiền vạn quán, chỉ thấy một cái nhu nhu nhược nhược xinh đẹp thiếu nữ đứng tại phiêu tuyết cung cửa ra vào. Tiểu nô muội muội vô song đâu vân phỉ có chút nghi ngờ hỏi, ngoài thành chiến sự chính đặc, lúc nào cũng có thể phá thành, vân phỉ còn chuẩn bị xuất chiến, vận dụng vô thuật liều chết đánh giết một chút thần du cường giả, chiến vô song không xuất chiến thì thôi, thế mà bảo nàng trở về còn không thấy người. Hiu, giang tiểu nô không nói gì, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh nhẹ nhàng tới, tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vân phỉ sau đầu, đưa nàng kích choáng. Nàng rũi ra một cái tay ôm lấy vân phỉ, một cái tay khác lấy ra một cái lục sắc cái bình, lục quang lóe lên, vân phỉ tự biến mất tại nguyên chỗ. Lục sắc cái bình, tự nhiên là lục tịnh bình, giang giật có càn khôn điện, cái này lục tịnh bình liền là gân gà, hắn đi đoạt hồn cốc trước cũng đem lục tịnh bình cho giang tiểu nô. Hắn trước khi đi, để giang tiểu nô bảo hộ mọi người, tiểu nô cái đầu nhỏ rất đơn thuần, dưới cái nhìn của nàng đã muốn bảo vệ, tự nhiên là đem tất cả mọi người mang tại bên người nàng tốt, cho nên nàng xác định chiến cuộc không cách nào vãn hồi về sau, liền đem tiền vạn quán cùng chuẩn bị suốt chiến chiến vô song, còn có vân phỉ lừa trở về, toàn bộ kích choáng thu vào lục tịnh bình bên trong. Thu hồi lục tịnh bình, giang tiểu nô thân thể như một đạo như gió mát bay ra khỏi vương cung, rất nhanh đi thành bắc dưới tường, nàng cất bước đi đến tường thành thềm đá. Nàng người mặc một thân xinh đẹp váy trắng, thân thể mặc dù nhìn yếu đuối, nhưng cũng có lồi có lõm, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn cho bình tĩnh, tựa như hành tàu tại chính mình trong hậu viện, nàng ánh mắt băng lãnh, mặc dù không có nửa điểm sát khí, nhưng để trên tường thành bọn có loại cảm giác không rét mà run. Tiểu nô, tô như tuyết nhìn thấy giang tiểu nô đi tới, vốn muốn nói thứ gì, nhưng nhìn thấy giang tiểu nô ánh mắt, cuối cùng cái gì đều nói không nên lời. Giang tiểu nô cũng không nói gì, đứng ở tô như tuyết phía sau, lẳng lặng nhìn qua ngoài thành đại chiến. Ngoài thành chiến đấu say xưa, đại hạ quốc quân đội đã bị tàn sát hơn phân nửa, thần du cường giả cơ hồ bị chém giết bảy tám phần, liên quân bên kia cũng tử thương hơn 3.000 người, nhưng còn lại hơn 4.000 thần du cường giả, lại tựa như hơn không con mãnh thú, cho người ta cảm giác không thể chiến thắng. Hiu, phía nam lúc này đột nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió, một đạo hắc quang như sao trổi phá không mà đến, mấy cái trong chớp mắt đã tới thành bắc trên không. Tới là một cái lão ẩu, người mặc một bộ phổ thông áo bảo xám, có một đầu như tuyết tóc trắng, trong tay chống một cái quyền trượng màu trắng, nàng cười tủm tìm hướng tô như tuyết nhìn một cái, ánh mắt nhìn về phía giữa không chung cùng nhai tí thú chiến tiêu long vương cùng sát đế, cười nhạt một cái nói tiêu long vương, sát đế, các người cũng coi như đại lục nổi danh cường giả, lại liên thủ công kích nhai tí thú như thế không biết xấu hổ không có nóng này, cũng không sợ người trong thiên hạ chê cười. chương 467, không phục đến chiến, ngân hoa bà bà lại tới, không chỉ là tô như tuyết chấn kinh, tự liền tiêu long vương bọn người có chút kinh ngạc mấy quốc liên quân công kích đại hà quốc diệt sát giang giật thiên huyền quốc không gia nhập liên quân coi như xong dám công nhiên trợ giúp giang giật nàng không sợ liên quân đem giang giật diệt thuận tay lại đem thiên huyền quốc cũng cho diệt phải biết lần này không chỉ là mấy đại thế lực liên thủ phía sau võ điện thế nhưng là phát ra thanh âm mặc dù võ điện cũng không có hạ lệnh để vài quốc gia công kích cũng không có công khai xuất chiến nhưng bọn hắn cung cấp tin tức nói yêu hậu rời đi còn lực áp thủy nguyệt quan đại thiện tự điều này nói rõ cái gì nói rõ võ điện cũng nghĩ giết chết giang giật a à. ngân hoa bà bà giờ phút này xuất hiện đây là muốn cùng võ điện đối đầu tiết tàu a à. ngân hoa bà bà thực lực cũng không mạnh nàng ra không xuất hiện đều không thể nghịch chuyển thế cục ngược lại sẽ cho thiên huyền quốc mang đến đao binh họa sở dĩ tiêu long vương bọn người mới hội kinh ngạc nghi hoặc tiêu long vương một kích bổ vào nhai tí thú trên lợi chảo đưa nó đánh lui về sau cười lạnh nhìn qua ngân hoa bà bà nói bà điên đầu óc người bị lừa đá lập tức lăn đi nếu không các người thiên huyền quốc chắc chắn hôi phi yên diệt. Ha ha, ngân hoa bà bà cười nhạt một tiếng, u u nói ra, tiêu long vương, người tính sai, không phải chúng ta thiên huyền quốc. Lão thân tại ba ngày trước đã bị huyền thiên dơ cao trục xuất thiên huyền quốc, thiên huyền quốc sớm đã phát ra thông cáo, lão thân cùng thiên huyền quốc không có chút quan hệ nào, giang giật cùng lão thân quan hệ không tệ, lão thân giúp hắn giết mấy chó tặc, không có vấn đề a. À. Ây, tiêu long vương cùng sát đế, tô như tuyết đều trầm mặc, nội tâm lại là đối huyền thiên dơ cao quyết đoán âm thầm khâm phục. Thiên huyền quốc tự một cái kim cương cường giả, nói không cần là không cần. Chẳng lẽ hắn cho rằng giang giật lần này có thể thắng vì giao hảo giang giật, không tiếc để một cái kim cương cường giả đi tìm cái chết. Bà điên, người không sợ chết, thì tới đi. Tiêu Long Vương không nói thêm lời, trong tay trường kích chỉ phía xa ngân hoa bà bà, sát đế thì tiếp tục hội nhai tí thú khổ chiến không ngớt. Tiêu Long Vương, nghe nói thực lực ngươi không tệ, lão thân một mực không có cơ hội lĩnh giáo, hôm nay liền hảo hảo cùng ngươi chiến một trận ngân hoa bà bà thân thể hướng trên không trung tiêu xạ mà đi nàng thực lực tại đại lục kim cương cường giả bên trong cũng không tính quá mạnh hôm nay dám cùng tiêu long vương đại chiến hiển nhiên làm xong vẫn lạc chuẩn bị hư ngươi muốn chết bản vương liền thành toàn ngươi tiêu long vương thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng trên không trung mà đi hai người rất nhanh hóa thành hai đạo điểm đen biến mất tại mọi người trong tầm mắt sát đế cũng quát khẽ một tiếng hướng trên không trung mà đi nhai tí thú theo sát phía sau, phía dưới hai bên đều có người, bọn hắn chiến đấu khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân, một đối một vừa vặn đi lên toàn lực khai chiến. ầm ầm mấy vị trí cường giả đi không chung, phía dưới chiến đấu càng diễn càng liệt, đại hạ quốc bên này tử thương cũng càng nghiêm trọng hơn. Liên quân bên kia mấy ngàn thần du cường giả như sau sơn mãnh hổ, thế không thể đỡ, đại hạ quốc hơn 30 vạn quân đội, chỉ còn 10 vạn không tới, 3 ngàn thần du cường giả cũng còn lại không đến mấy trăm người, dùng thiên thạch nhanh chóng tăng lên đi lên thần du cường giả, chiến lực quá yếu. Oanh, một tên thần du cường giả đối một đoạn tường thành thả ra một đạo nguyên lực công kích, kia khoan hậu cao lớn tường thành ầm vang ngã xuống đất, xuất hiện một cái rất lớn lỗ hồng, mấy tên thần du cường giả trước tiên hướng thành nội phóng đi, chém giết thành nội còn sót lại quân đội không nhiều. Oanh, một bên khác một đoạn tường thành cũng bị đánh nát, rất nhiều thần du cường giả vọt vào thành nội, thành rốt cục phá. Phá, phá, tô như tuyết nhìn qua liên tục bại lui, không ngừng bị chém giết đại hạ quốc quân đội, nhìn qua hướng thành nổi chen chúc mà vào quân địch, nhìn qua rách nát tường thành, trong mắt đẹp một mảnh trầm thống. Nàng vẫn không thể nào giữ vững đại hạ quốc, tô gia vẫn không thể nào bảo vệ bọn hắn con dân, đại hạ quốc cũng sẽ diệt phong. Phụ vương, tô gia liệt tổ liệt tông, như tuyết vô năng, không thể giữ vững đại hạ quốc, như tuyết chỉ có đi theo các ngươi mà đi, giang lang. Xin lỗi rồi, như có kiếp sau, như tuyết còn làm thê tử của ngươi. Tô như tuyết trong mắt hai hàng thanh lệ rơi xuống, hạ vũ thành phá, lòng của nàng cũng đã chết, trong mắt nàng sáng lên một đạo tử quang, bắt đầu phóng thích tử mị thần quang, chuẩn bị cuối cùng chém giết một chút quân địch. Bành bành bành, đột nhiên, đông bắc phương hướng mặt đất chấn động, hai đạo tiếng bước chân ẩm ập vang lên, hai đạo tựa như núi cao thân ảnh cao lớn theo mặt đất tuyến bên trên xuất hiện, đúng là hai cái cự đại yêu thú, xem hình thể tuyệt đối đạt đến yêu vương cấp bậc. Hai cái yêu vương cũng không có phi hành cứ như vậy nhanh chân chạy tới, mỗi lần đi một bước đều có thể vượt ngang trăm trượt, chỉ là mấy cái trong chớp mắt đã đạt đến hạ vũ thành phương Bắc, hung lệ khí tức thoáng cái bao phủ thành Bắc Đại Quân. Tam vạn đại sơn yêu vương, tô như tuyết ánh mắt lộ ra một tia cuồng hỉ, các nàng cũng không biết yêu hậu rời đi, giờ phút này nhìn thấy hai cái quen thuộc yêu vương xuất hiện, còn tưởng rằng yêu hậu tới. Toàn trường lúc đầu giao chiến say xưa đại quân tất cả đều đình chỉ chiến đấu, hai cái yêu vương có thể nhẹ nhõm chém giết tất cả mọi người, trọng yếu nhất chính là yêu vương xuất hiện, yêu hậu sẽ còn xa sao chỉ cần yêu hậu xuất hiện, chiến đấu này cũng không cần đánh. Ngao ngao, tới hai cái yêu vương, một cái toàn thân huyết hồng, đầu gấu báo thân, chính là bị tiểu hồ ly gọi là tiểu hồng yêu vương, nó mang theo một cái khác yêu vương, không nói một lời trực tiếp xông vào trong đại quân hai tay quét ngang, trong nháy mắt đem hai tên thần du cường giả phá tan thành từng mảnh. Toàn quân rút lui, trở về thủ, tô như tuyết đang chuẩn bị liều mạng, gặp sự tình có chuyển cơ, quyết định thật nhanh để đại hạ quốc quân sĩ rút lui, tránh cho bị hai cái yêu vương ngộ sát. Vù vù, đại hạ quốc quân đội rút lui về thành tường, liên quân lại luống cuống, hai cái yêu vương thực lực cường đại, phòng ngự càng là kinh khủng, thần du đỉnh phong đều rất khó kích thương bọn chúng. Giống như cho cái này hai cái yêu vương loạn giết một trận, sợ là không cần thời gian một nén nhang, cái này bốn ngàn thần du võ giả toàn bộ phải bỏ mạng. Hưu, phía bắc bốn đạo thân ảnh xuất hiện, một người trong đó còn cưỡi một cỗ xe lăn, rõ ràng là hạ đình uy. Ba người khác một người là Thánh Linh Quốc Lão Quốc Sư, một người là Thanh Long Học Viện Dư Viện Trưởng, một người là Bách Hoa Học Viện kia Phong Tao Diễm Phụ. Hai cái yêu vương ngoài ý muốn xuất hiện, các nàng rốt cuộc không có cách nào ẩn tàng thân hình, nếu không một cái không tốt cái này mấy ngàn thần du võ giả đều sẽ bị hai cái yêu vương chém giết. Hai cái nhiệt xúc còn không ngừng tay các người công nhiên tập kích nhân loại quân đoàn, đây là nghĩ xé bỏ minh ước sao các người tam vạn đại sơn yêu thú là chuẩn bị cùng nhân loại công nhiên khai chiến sao. Sư viện trưởng thật xa Tấu nghiêm nghị bạo hống, sắc mặt cực kỳ âm trầm, trên thân đằng đằng sát khí, trong lời nói đều là hạo nhiên chính khí, hiên ngang lẫm liệt. Hai cái yêu vương không có dừng tay tiếp tục đồ sát, kiêu huyết hồng yêu vương con người quét qua bốn vị nhân loại trí cường giả, nhếch miệng muộn thanh muộn khí nói ra, bản tỏa cùng bạch viên hôm nay bắt đầu không thuộc về tam vạn đại sơn, cũng không có nghĩa là tam vạn đại sơn yêu tộc, hôm nay hành động đơn thuần chúng ta tự thân ý nguyện, bản tỏa tự xem các người dùng chúng địch quả khó chịu, không phục đến chiến, a à, tô như tuyết cùng đại hà quốc các cường giả trong mắt lóe lên một tia cảm động cùng thất lạc hai cái yêu vương không có nghĩa là tam vạn đại sơn yêu tộc điều này nói rõ yêu hậu cũng không có hiện thân dự định cái này hai cái yêu vương thoát ly yêu tộc đến trợ giúp bọn hắn đơn thuần cùng giang giật giao tình kỳ thật tô như tuyết bọn người không biết yêu hậu rời đi tam vạn đại sơn quần long vô chủ 18 con yêu vương cũng riêng phần mình chiếm lĩnh một khối sơn vực xưng vương lần này liên quân vây công đại hà quốc yêu hậu không có ở đây còn lại yêu vương tự nhiên không dám lộn xộn cái này hai cái yêu vương cùng tiểu hồ ly quan hệ đặc biệt tốt, tiểu hồ ly giờ phút này đi theo giang giật, bọn chúng lúc này mới không tiếc bỏ mình cũng muốn đến giúp đỡ. Giết, hạ đình uy khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn cưỡi tại trên xe lăn, hạ thân đều bị trường bào bao phủ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn phía dưới trống rỗng, bắp chân cũng bị mất, hai tay của hắn vung lên, xe lăn tự hóa thành một đạo cực quang hướng huyết hồng yêu vương vào tới. Giết, đại chiến đến trình độ này, ai cũng không có khả năng lui e sợ, cứ việc giang giật đến còn không có hiện thân, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể trước chiến lại nói. Lập tức thánh linh quốc lão quốc sư cùng dư viện trưởng, còn có bách hoa học viện phong tao diễm phụ hóa thành ba đạo lưu quang hướng hai cái yêu vương phóng đi. chương 468, Hạ Đình Uy, chết. Bốn tên kim cương cường giả đối chiến hai cái yêu vương, mặc dù cái này hai cái yêu vương tại Tam Vạn Đại Sơn, 18 con yêu vương bên trong tính được là thực lực cường đại, Hạ Đình Uy hai chân bị phế, thực lực cũng giảm bớt đi nhiều, nhưng chiến cuộc vẫn như cũ không thể lạc quan. Ngao, huyết hồng yêu vương hai chân trên mặt đất đạp một cái, mặt đất bàn đá xanh vỡ ra hai đầu cự khe hở, yêu vương khổng lồ thân thể như một tòa phi hành đại sơn hướng hạ đình uy vào tới, nó thân ở giữa không trung, trên cánh tay phải sáng lên một đạo hồng quang, sau đó để mọi người khiếp sợ sự tình phát sinh, cánh tay phải của nó đột một bắt đầu biến lớn dài ra, kia trên lợi chảo mang theo rét lạnh u quang, bỗng nhiên hướng hạ đình uy chộp tới huyết hồng yêu vương công kích rất đột ngột, cũng rất hung tàn, cho cái kia lợi chảo một chảo, hạ đình uy kia thân thể nho nhỏ sợ là muốn biến thành thịt nát. Hạ đình uy hai chân bị giang giật phế đi, thực lực giảm lớn, nhưng hắn năng lực thực chiến cũng khá. Hắn lâm nguy không sợ, một tay vô phía trước tầng không gian tầng chấn động, chậm lại cái kia lợi chảo tốc độ, đồng thời thân thể của hắn phụ cận hư không vặn vẹo, xuất hiện mấy đạo vết nứt không gian, thân thể của hắn lóe lên hóa thành lưu quang biến mất tại khe hở bên trong. Hạ Đình Huy cảm ngộ một cái trung dài không gian đạo văn, có thể đi vào vết nứt không gian bên trong, cũng tại vết nứt không gian bên trong di chuyển nhanh chóng, ra mặt khác một chỗ không gian bên trong, đạt tới thuấn di mục đích. Hắn cái này cùng giang giật vệ hồn na di thuật có dị khúc đồng công chi diệu, khác nhau ở chỗ hắn đây là không gian đạo văn, giang giật đó là một loại cực kỳ lợi hại thần thông. ầm um, Hạ Đình Huy biến mất, cái kia xe lăn vẫn còn giữa không chung, bị yêu vương lợi chảo một chảo biến thành bột mịn huyết hồng yêu vương căn bản không kịp dò xét hạ đình uy, bởi vì phía trước thánh linh quốc lão quốc sư công kích đến. Thánh linh quốc lão quốc sư trong tay cũng có một cái quyền trượng, kia quyền trượng rõ ràng là một kiện rất đặc biệt binh khí, giờ phút này quyền trượng cũng hóa thành một đầu dao long hướng huyết hồng yêu vương kia to lớn cánh tay đánh tới. Uống, một bên khác thanh long học viện dư viện trưởng cùng bách hoa học viện bách hoa nương tử hai người cũng đối lên một cái khác bạch viên, hai đại kim cương cường giả lực áp phía dưới, trong nháy mắt chiếm cứ thượng phong, Bạch Viên chỉ có thể đau khổ trèo chống. Huyết hồng yêu vương to lớn cánh tay cùng quyền trượng đụng nhau một kích, không gian chấn động, kinh khí cường đại đem bốn phía võ giả đánh bay ra ngoài. Rất nhiều thần du võ giả không để ý tới bị chấn thương nội tạng đứng lên liền chạy, hai cái yêu vương cùng tứ đại kim cương cường giả tại phụ cận khai chiến, giống như không chạy, công kích dư ba đủ để cho bọn hắn chết cái mấy trăm lần. Ông, huyết hồng yêu vương sau lưng không gian đột nhiên nứt ra một vết nứt, hạ đình uy thân thể xuất hiện đột nhiên đối huyết hồng yêu vương phía sau lưng vỗ xuống đánh lén huyết hồng yêu vương trong đôi mắt lộ ra vẻ tức giận nhưng giờ phút này nó muốn trốn tránh đã muộn chỉ có thể dùng phía sau roi sắt hung hăng hướng hạ đình uy rút đi giống như hạ đình uy dám công kích nó thế tất sẽ bị nó mới roi giải quét chúng vũ lão hạ đình uy thân thể cũng không lui lại chỉ là bạo giống một tiếng đối phương lão quốc sư trong mắt hàn quang lóe lên trong tay quyền trượng kim quang đại thịnh đột nhiên hướng huyết hồng yêu vương đập tới. Tiền hậu giáp kích, Hạ Đình Huy rõ ràng là chuẩn bị liều mạng thụ thương, cũng phải đem cái này yêu vương giết chết. Hạ Đình Huy bị Giang giật phế đi hai chân, Lâm Thái Giám còn bị Giang giật đánh giết, giờ phút này Giang biệt ly cũng bởi vì Giang giật cùng hắn tương hỗ nghi kỵ. Nguyên bản tối cường thần võ quốc, có hy vọng nhất thống đại lục đại quốc, cũng bởi vì Giang giật một người trở nên suy nhược, triệt để đã mất đi nhất thống thiên hạ hy vọng, Hạ Đình Huy cả đời này cố gắng biến thành bọt biển, có thể nghĩ hắn đến cỡ nào hận giang giật cuộc chiến hôm nay hắn cũng tuyệt không cho phép có sai lầm. ầm um, hắn một trưởng hung hăng nện ở yêu vương phía sau lưng đồng thời thân thể của hắn cũng bị yêu vương roi sắt quất chúng bị đập bay ra ngoài phía sau lưng một mảnh máu thịt be bét nhưng rõ ràng không có chết. ngao ngao hạ đình uy một trưởng này rất nặng yêu vương phía sau lưng đều lõm vào nó thê giống một tiếng toàn thân đều như tê liệt thống khổ nhưng phía trước lão quốc sư công kích đã đến sở dĩ nó không thể không cố nén đau đớn. Nguyễn Cưỡng nghênh chiến. Ầm, um, quyền trượng cùng yêu vương lợi trảo chạm vào nhau, một cỗ cự lực truyền đến, huyết hồng yêu vương thân thể vốn đã bị thương nặng, giờ phút này càng bị khẽ động vết thương, thân thể như một cái như đạn pháo hướng phía dưới đập xuống mà xuống, gây nên mặt đất chấn động, cũng làm cho mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Ầm, um, một bên khác, Hạ Đình Huy thân thể cũng bị nện vào bên trong thành tường, thân thể đều đem thật dày tường thành thẻ mặc vào, có thể tưởng tượng vừa rồi yêu vương kia một soi lực lượng chi lớn. Hạ Đình Huy thân thể còn đem thành nội một tòa lầu các đâm đến sụp đổ, hắn lăn xuống trên mặt đất, giấy ruộng đứng lên, trong miệng cuồng phún một ngụm máu tươi. Phụ cận có đại hạ quốc quân sĩ, xem xét lập tức hướng hắn phóng đi, có một cái thần du cường giả còn thả ra một đạo nguyên lực công kích, nghĩ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Hừ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Hạ Đình Huy mặc dù thụ thương, nhưng những này phổ thông quân sĩ há có thể tổn thương hắn hắn một tay trên mặt đất vỗ, thân thể bay vụt mà lên, đồng thời một cái tay khác đánh ra một trường, một cái nguyên lực ngưng tụ bàn tay gào thét mà ra, đem vào tới mười mấy tên quân sĩ toàn bộ chém giết. Hưu, hắn thân thể hướng trên tường thành mà đi, muốn đi ra ngoài tiếp tục cùng huyết hồng yêu vương khai chiến, nhưng vừa mới bay vụt lên thành tường lúc, đột nhiên đôi mắt co rụt lại, tràn đầy tiên huyết khóe miệng lộ ra một tia tàn cười. Hắn thấy được, trên tường thành tô như tuyết cùng giang tiểu nô, mặc dù hắn cũng không phải là nhận biết hai người, nhưng tô như tuyết người mặc phượng bào, đầu đội vương miện, bên người còn có mấy tên thần du cường giả hộ vệ, một chút cũng có thể thấy được là đại hạ quốc quốc chủ. Giang giật, người giết con ta, hủy ta hai chân, giết ta đại cung phục, hôm nay ta liền giết người yêu mến nhất nữ nhân, để tiết mối hận trong lòng. Hạ Đình Huy cười lạnh một tiếng, thân thể trên không trung chuyển hướng hướng tô như tuyết đánh tới. Giang giật đến còn không có lộ diện, hắn thần thức cũng không có tại phụ cận dò xét đến có ẩn tàng cường giả, hắn tự nhiên tứ không kiên sợ xuất thủ, chỉ cần đem tô như tuyết xiết, giang giật còn có thể nhịn được. Chết, hắn một cái đại thủ đột nhiên hướng tô như tuyết chụp tới, đồng thời hắn thần thức toàn lực dò xét, sợ giang giật đột nhiên xuất hiện đánh lén hắn, giang giật cửu thiên long viêm quá kinh khủng, hắn giờ phút này còn lòng còn sợ hãi. 300 trượt, 200 trượt, 100 trượt, 50 trường. Tô như tuyết mắt thấy là phải bị hắn một trưởng vỗ chết rồi, nhưng bốn phía cũng không có khí thức cường đại, hạ đình uy trong đầu hiện lên một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ, Giang giật không tại hạ vũ thành hay là cái này không phải tô như tuyết nhưng xem tô như tuyết bên người thần du cường giả phấn đấu quên mình vọt lên, lại chứng minh cái này đích xác là tô như tuyết A. Phanh, phanh phanh phanh, hạ đình uy mặc kệ, hắn một tay hóa thành đạo đạo tàn ảnh, tại những cái kia vọt tới thần du cường giả trên thân thể lướt qua, nhẹ nhõm đem những cái kia thần du cường giả chém giết, hắn đại thủ như một thanh lợi kiếm bắn thẳng đến tô như tuyết. Hừ, đúng lúc này, một đạo nhu nhu nhược nhược thanh âm vang lên, đứng tại tô như tuyết bên người giang tiểu nô động nàng hướng phía trước bước ra một bước, toàn thân đột nhiên sáng lên lục quang, tiếp lấy trong đôi mắt cũng sáng lên lục sắc u quang, đầu đầy tóc xanh đầy trời cuồng vũ cũng thay đổi thành tóc lục, sau lưng nàng áo bảo bạo liệt, hai phiến to lớn vũ rực xuất hiện, thân thể cũng hóa thành một đạo bóng xanh hướng hạ đình Huy mà tới. Cái này, hạ đình Huy bị giang tiểu nô đột nhiên bạo phát đi ra khí tức hù dọa, này khí tức quá cường đại, so tiêu long vương còn muốn cường đại hơn nhiều, mà lại giang tiểu nô tốc độ quá nhanh, hắn chỉ là nhìn thấy một đạo tàn ảnh, cùng một cái móng vuốt sắc bén, không đợi hắn kịp phản ứng, kia màu xanh sẫm móng vuốt đã đánh trúng vào cánh tay của hắn. a, à, hắn phát ra một tiếng thê lương đại hống, toàn bộ cánh tay bị giang tiểu nô móng vuốt cào thành vỡ nát. ngay sau đó giang tiểu nô móng vuốt đánh thẳng một mạch, nhẹ nhõm bắt vào hắn trong thân thể, sau đó đột nhiên xé ra. bành, hạ đình uy thân thể hóa thành thịt nát nổ tung. hắn trước khi chết thê tiếng giống cũng kinh động đến lão quốc sư dư viện trưởng bọn người, ánh mắt mọi người quét qua nhau nhau biến sắc. hạ đình uy lại bị một tên đột nhiên xuất hiện tiểu nữ hài miểu sát. chương 469, lấy lớn hiếp nhỏ. Trên thực tế, Giang Tiểu Nô đại gia bắt đầu đều có chú ý tới, dù sao tô như tuyết quá trói mắt, tùy ý quét qua đều có thể thấy được nàng kia thân xinh đẹp phượng bào, còn đeo vương nguyện, ngoại trừ quốc chủ bên ngoài, bình thường vương tử công chúa đều không có tư cách này. Giang Tiểu Nô cũng rất xinh đẹp, ngoại nhân xem tô như tuyết lúc đều sẽ tự động liếc nàng một cái. Giang Tiểu Nô không biến thân thời điểm, trên người năng lượng hội tiềm phục tại thân thể trong máu thịt, ngoại nhân căn bản dò xét không đến, trên người nàng cũng sẽ không có nửa điểm khí thế chảy ra. Sở dĩ không chỉ là liên quân người bên kia, coi như đại hạ quốc cường giả đều căn bản không biết Giang Tiểu Nô lại có như thế thực lực cường đại. Một chiêu miểu sát hạ đình uy, hạ đình uy mặc dù bị Giang giật phế đi hai chân, vừa rồi cũng không có lưu ý Giang Tiểu Nô, nhưng hắn thế nhưng là thực sự kim cương cường giả, lại bị miểu sát mà lại tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy hắn bị giết quá trình. Giang tiểu nô tồi khô lạp hủ đem hắn thân thể xé rách, cũng cảm giác một cái mãnh hổ đối mặt một cái cừu non, căn bản không có nửa điểm sức chống cự, người nói mọi người làm sao lại không kinh ngạc. Hưu, Giang tiểu nô cũng mặc kệ mọi người kinh ngạc vẫn là không kinh ngạc, như là đã xuất thủ, nàng không còn có bất kỳ cố kỵ nào, thân thể hóa thành thanh phong hướng thánh linh quốc lão quốc sư phóng đi. Nguyên bản nàng coi là bại cục đã định, nhưng ngân hoa bà bà cùng hai cái yêu vương xuất hiện, để nàng cảm giác sự tình có chút chuyển cơ, chỉ cần lại đánh giết một hai tên kim cương cường giả, bên này thế cục hoàn toàn có thể nghịch chuyển. Nàng tốc độ quá nhanh, chỉ là mấy cái trong chớp mắt tựu đã tới thánh linh quốc lão quốc sư phụ cận, lão quốc sư vốn định thừa cơ diệt sát huyết hồng yêu vương, bất đắc dĩ cùng giang tiểu nô đối chiến. Cái này lão quốc sư là đại lục một trong mười đại cường giả, nhưng xếp hạng thứ chín, thực lực chỉ có kim cương ngũ trọng, đoán chừng chỉ có thể so đỉnh phong thực lực hạ đỉnh uy. Giờ khắc này, trên người hắn sáng lên một đạo hào quang màu vàng đất, lại xuất hiện một cái thật mỏng hộ thuẫn, đồng thời trong tay hắn quyền trượng như một đầu dao long hướng phía trước mà đi, dao long những nơi đi qua, tầng không gian tầng chấn động, tự liền xa xa tô như tuyết đều có thể cảm nhận được kia quyền trượng bên trên uy áp. Thổ chi thuẫn, như thế khó khăn thổ hệ đạo văn, cái này lão quốc sư lại cảm mộ thành công. Tô như tuyết bên cạnh một tên thần du đỉnh phong ngưng trọng mở miệng nói, kim cương cường giả đều không có cách nào nguyên lực ngưng kết hộ thuẫn, chỉ có thiên quân cường giả mới có thể ngưng kết. Nguyên lực không hết, hộ thuẫn bất phá, đây là tương đương như xoa phòng ngự thần thông, bất quá cảm ngộ thổ chi thuẫn đạo văn cường giả ngoại lệ, thổ hệ đạo văn trọng điểm phòng ngự, cho nên mới sẽ lại như thế thần thông. Thổ chi thuẫn, mặc dù không có thiên quân cấp bậc thần lá chắn mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng rất khó phá vỡ, sở dĩ cái này thần du cường giả tối đỉnh mới có cảm khái như thế. Hắn có chút bận tâm giang tiểu nô không phá nổi cái này thổ chi thuẫn, giống như không phá được, vậy chỉ có thể bị động bị đánh. Suy suy, giang tiểu nô không hiểu những này, Nàng nhìn thấy lão quốc sư quyền trượng gào thét mà đến lại không tránh không né, một tay hóa chảo đột nhiên hướng quyền trượng chộp tới, thấy Tô Như Tuyết Tâm đều nâng lên cuống họng khẩu đi. Sau đó một màn, để toàn trường trợn mắt hốc ngồm. Giang tiểu nô cái kia hiện ra lục quang móng vuốt, cùng lão quốc sư thánh khí quyền trượng va chạm bên trên, lúc đầu tất cả mọi người cho là nàng tay sẽ bị đạp nát, hoặc là bị phản chấn lái đi. Nhưng nàng tay không những không có việc gì, ngược lại cái kia có thể khai sơn phá thạch thánh khí quyền trượng như phổ thông gỗ nhẹ nhóm bị móng vuốt của nàng cào thành bột mịn, giang tiểu nô cái kia xinh đẹp tay, tựa như một cái tuyệt thế bảo kiếm, thẳng tắp hướng phía trước gào thét mà đi, đem lão quốc sư quyền trượng tóm đến vỡ nát về sau, lại đột nhiên chộp vào lão quốc sư màu vàng đất hộ thuẫn bên trên. Bành, vòng bảo hộ như một cái bọt khí nhẹ nhóm bị cào nát, lão quốc sư dọa đến hồn phi phách tán, đột nhiên hướng phía trước đánh ra một trường, thân thể cấp tốc lui lại, đồng thời điên cuồng mà bảo hống, lăng lão tổ, người còn không xuất thủ hôm nay chúng ta đều muốn xong đời. Oanh, nơi xa một ngọn núi đột nhiên nổ tung, một thân ảnh mà ra, ẩn tàng đã lâu lăng ra lão tổ rốt cục xuất hiện. Hắn vốn định chờ giang giật sau khi ra ngoài lại đánh lén, nhất kích tất sát, không có biện pháp, hôm nay xuất hiện ngoài ý muốn nhiều lắm, giống như còn không xuất chiến, cho giang tiểu nô nhất thống loạn giết, sợ là toàn bộ kim cương cường giả đều phải chết. Tiểu oa nhi, lăn đi, nếu không đừng trách lão tổ lấy lớn hiếp nhỏ. Lang ra lão tổ người mặc đế vương bào, một thân hạo nhiên hoàng khí, trên thân chính khí lăng nhiên, làm người ta không dám nhìn thẳng, sinh lòng cúng bái, tùy ý nhìn một chút cũng cảm giác hắn đại lục đế vương, không có khả năng đối đầu. Đế vương chân ý, tô như tuyết bên người thần du cường giả lần nữa kinh hô lên, cái này đế vương chân ý cùng bá vương chân ý có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng so bá vương chi ý càng cường đại bá đạo. Cái này chân ý lực áp địch nhân, liền để đối phương cảm giác chính mình là một cái bình dân, nhìn thấy đế vương đi tuần, sẽ cho người vừa gieo xuống quỷ quỷ bái xúc động, chớ nói chi là hướng hắn xuất thủ. Đế vương chân ý rất nhanh bao phủ thành bắc, giang tiểu nô tốc độ rất nhanh, mắt thấy là phải đuổi kịp lão quốc sư, nhưng bị cái này chân ý một chấn áp tốc độ suy giảm, nàng thanh lãnh con người nhìn một cái lăng ra lão tổ, cắn răng, trên thân lục quang lóe lên, vũ rực mở ra đột nhiên ra tốc, hiện ra lục quang móng vuốt hung hăng hướng lão quốc sư cánh tay phải chộp tới. Không biết sống chết, lăng ra lão tổ nổi giận đại hống, tốc độ tăng nhanh mấy phần, nhưng hắn khoảng cách bên này quá xa, căn bản không có khả năng thời gian ngắn tới gần. Tiểu nha đầu, ta và ngươi liều mạng, lão quốc sư cũng tình tường điểm này, ánh mắt lộ ra một cỗ hẳn phải chết chi ý, hai tay sáng lên tia sáng màu vàng, ngoài thân lần nữa ngưng kết một cái màu vàng đất hộ thuẫn, hai tay hóa quyền mang theo vạn quân chi lực, hướng giang tiểu nô móng vuốt đập tới. Suy suy, không có bất kỳ cái gì lo lắng, giang tiểu nô móng vuốt chộp vào lão quốc sư trên hai tay, không có nửa điểm bị phản chấn lái đi dấu hiệu, ngược lại tồi khô lạp hủ đem lão quốc sư hai tay xoắn thành bột mịn, cái kia móng vuốt vừa dài khô thẳng vào, hướng thổ chi thuẫn chộp tới. Ba, a à, tấm chắn vỡ tan, lão quốc sư tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên, giang tiểu nô vốn muốn tiếp lấy đem lão quốc sư chém giết, nhưng xa xa lăng ra lão tổ nổi giận, đưa tay bắn ra một đạo kim sắc chỉ phong, kia chỉ phong như một tia như gió mát mà đến, vô thanh vô tức. Nhưng phía trên truyền đến huy áp lại làm cho vừa mới nghĩ bay vụt đi lên huyết hồng yêu vương đôi mắt co rụt lại. Nhà đầu, cẩn thận huyết hồng yêu vương trầm hống một tiếng giang tiểu nô cũng cảm nhận được cái này chỉ phong nguy hiểm bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ chém giết lão quốc sư thân thể hướng bên cạnh tránh né mà đi a à, lão quốc sư hai tay bị giang tiểu nô hủy đi biến thành không cánh tay đại hiệp rốt cuộc bất lực khai chiến chỉ có thể một bên kêu thảm một bên lui nhanh hưu giang tiểu nô có chút e ngại nhìn một cái lăng ra lão tổ nàng rất rõ ràng chính mình không phải cái này lão tổ đối thủ nàng con ngươi nhất chuyển màu xanh sẫm vũ rực múa thân thể hóa thành lưu quang hướng cùng bạch viên yêu vương giao chiến dư viện trưởng bách hoa nương tử đánh tới hư lang gia lão tổ cũng không truy sát giang tiểu nô thân thể hướng phía dưới thụ trọng thương huyết hồng yêu vương đánh tới giang tiểu nô đã muốn chém giết trợ thủ của hắn như vậy hắn cũng đem đại hạ quốc bên này giúp đỡ toàn bộ giết chết nhìn xem giang tiểu nô một người như thế nào lực kéo cuồng lan ầm um, lúc này bầu trời một tiếng vang thật lớn một đạo hắc ảnh đột ngột từ trên cao giáng xuống nện vào mặt đất gây nên trên mặt đất chấn động. Người kia đầy đầu trắng như tuyết phát, há mồm tựa cuồng phún một ngụm máu tươi, giấy ruộng đứng lên lại nhìn nàng toàn thân đều tại run rẩy, một cái tay còn vô lực rủ xuống, phía trên tiên huyết không ngừng chảy ra, rõ ràng thụ trọng thương. Ngân hoa bà bà bại, trong tay nàng quyền trượng cũng không có, rõ ràng bị bại rất triệt đề. Ha ha, bà điên, đã người nghĩ thay giang giật ra mặt, hôm nay liền để ngươi chôn xương tại hạ vũ thành. Trên bầu trời, Tiêu Long vương mang theo Hủy Thiên Diệt Địa khí thế mà xuống, một cái màu hoàng kim trường kích phá không mà đến, như cửu thiên thần lôi hướng Ngân Hoa bà bà đâm tới. Chiến cuộc lần nữa nghịch chuyển, chương 470, Nhiếp Chính vương, ngài ở đâu? Ngân Hoa bà bà trọng thương, mắt thấy là phải bị giết, Huyết Hồng Yêu vương cũng bị thương nặng, sợ là nhẹ nhõm sẽ bị lang Gia lão tổ chém giết, Đại Hạ quốc bên này mắt thấy muốn tổn thất hai vị đắc lực chiến tướng. Lang Gia lão tổ quá mạnh, Giang tiểu nô cũng không dám cản kỳ phong mũi nhọn giống như Giang Giật lại không xuất hiện, sợ là chiến cuộc muốn nghiêng về một bên. Giang Giật sẽ xuất hiện sao? Giang Tiểu Nô trong lòng không chắc, hắn trước khi đi nói qua, có thể trong một tháng gấp trở về, cũng có thể là hai ba tháng. Giang Tiểu Nô không dám đánh cược, nhưng nàng cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem Ngân Hoa bà bà bọn người chết, cho nên nàng chỉ có thể từ bỏ đánh giết sư viện trưởng hai người, nổi giận hướng trên không trung Tiêu Long Vương đánh tới. A, à, Tiêu Long Vương cảm nhận được Giang Tiểu Nô trên người khí tức khủng bố phát ra một tiếng kinh ngạc nhẹ nghệ âm thanh, trường kích rung động, không còn đâm về ngân hoa bà bà, ở giữa không trung trượt ra một cái đường cong hướng giang tiểu nô đầu bổ tới. Long vương, đừng tìm nàng chính diện giao chiến, nàng móng vuốt rất lợi hại, có thể phá mất thánh khí, trước kéo nàng. Một đạo truyền âm vang lên tại tiêu long vương bên tai, hắn con người co rụt lại kinh nghi hướng lăng ra lão tổ nhìn một cái, thân thể một bên triệt thoái phía sau, một bên phóng thích nguyên lực công kích, bắt đầu du đấu. Chết, lăng gia lão tổ kế hoạch tác chiến rất không tệ, chỉ cần kéo giang tiểu nô, hắn liền có thể nhẹ nhõm đem đại hạ quốc bên này viện quân chém tận giết tuyệt, đến lúc đó giang giật xuất hiện hắn cũng không sợ. Hắn đưa tay bắn ra bảy tám đạo kim sắc chỉ phong, như bảy tám đem vô kiên bất tồi kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng huyết hồng yêu vương vào tới. Ngao ngao, huyết hồng yêu vương nổi giận đại hống, thân thể cũng nhanh chóng hướng bên cạnh tránh né mà đi, nhưng nó bị trọng thương, tốc độ đại giảm, tăng thêm lăng ra lão tổ kim cương đỉnh phong, cực lực quá cường đại, làm sao có thể né tránh. Phốc phốc, nó cực lực tránh né chỉ là né tránh lục đạo chỉ phong, còn có hai đạo chỉ phong đánh chúng vào thân thể của nó, nguyên bản nó coi là cũng sẽ không có đại sự, nhưng chỉ phong một phát bắn nhập thể nội nó liền biết xảy ra vấn đề lớn. Kia chỉ phong bên trong ẩn chứa lấy cuồng bạo năng lược, vừa tiến vào thân thể trong nháy mắt bạo tạc, đưa nó huyết nhục xương cốt cùng nội tạng nổ tổn thương, để vốn là thụ trọng thương nó, thoáng cái như lửa cháy đổ thêm dầu, thân thể triệt để động đều không động được. Vù vù, lang gia lão tổ lần nữa bắn ra mấy đạo chỉ phong, huyết hồng yêu vương rốt cuộc bất lực tránh né, chỉ có thể phát ra vài tiếng thê lương chấn thiên tiếng giống. Phanh phanh, hai đạo chỉ phong bắn vào huyết hồng yêu vương đỉnh đầu bên trong, đầu của nó nổ thành mảnh vỡ, thân thể cao lớn ẩm vang ngã xuống đất, triệt để tử vong. Ngao ngao ngao, một cái khác bạch viên yêu vương, trơ mắt nhìn xem huyết hồng yêu vương chết đi, phát ra từng tiếng thê lương bi thương cuồng hống. Sư viện trưởng cùng bách hoa nương tử xem xét lập tức đôi mắt sáng lên, hai người đột nhiên phát ra công kích mạnh nhất tại bạch viên yêu vương phân tâm thời điểm thoáng cái đưa nó đập bay ra ngoài kia tuyết trắng ra lông bên trên đều là tiên huyết một đầu trên đùi bạch cốt sâm xâm. ngao ngao bạch viên yêu vương bản thân bị trọng thương lại kích phát nó nội tâm thú tính nó không chỉ có không trốn ngược lại thân thể mà đi không muốn mạng hướng dư viện trưởng công kích rõ ràng nghĩ liều chết cũng muốn chém giết dư viện trưởng hừ nhiệt xúc còn dám phách lối lang gia lão tổ đôi mắt nhất chuyển thân thể hướng bạch viên bay đi, đồng thời hắn hướng bách hoa nương tử truyền âm nói: bách hoa nương tử, đi đem ngân hoa bà bà giết. tại sao là ta? bách hoa học viện viện trưởng bách hoa nương tử có chút hô oán thì thào một tiếng, cứ việc thiên huyền quốc phát ra thông cáo đem ngân hoa bà bà trục xuất thiên huyền quốc. nhưng người nào giết ngân hoa bà bà, thiên huyền quốc khẳng định hội ghi hận trong lòng, lăng gia lão tổ ngược lại là thông minh, để nàng đi làm cái này người chịu tội thay. bất quá giờ này khắc này nàng cũng không dám ngỗ nghịch lăng gia lão tổ chỉ có thể cắn răng hướng phía dưới ngân hoa bà bà đánh tới. Vù vù, giữa không trung, Giang Tiểu Nô không ngừng truy sát Tiêu Long Vương, nhưng cái sau tốc độ cũng không chậm, dù sao có kim cương thất trọng thực lực. Hắn không ngừng phóng thích nguyên lực công kích, ngăn cản Giang Tiểu Nô truy sát, hai người ở giữa không trung chờ tới chợt lui, vạch ra đạo đạo tàn ảnh, Giang Tiểu Nô căn bản không có cách nào chém giết Tiêu Long Vương. Hô hô, Giang Tiểu Nô nhìn một cái bốn phía chiến cuộc, nhìn thấy Bạch Viên lập tức liền muốn bị đánh giết, Ngân hoa bà bà cũng đang khổ cực trèo trống, đoán chừng không dùng đến quá lâu liền sẽ bị bách hoa nương tử chém giết. Chiến cuộc đã hoàn toàn bị nghịch chuyển, một mình nàng độc lập khó chống, trọng yếu nhất chính là nàng biến thân thời gian nhanh đến, giống như còn không đi, tất cả mọi người đi không được. Nàng hướng phương bắc nhìn một cái, xác định giang giật chưa có trở về về sau, bất đắc dĩ phun ra một ngụm chọc khí, thân thể đột nhiên chuyển hướng hướng tô như tuyết bay đi. Ừ, tiêu long vương cùng tô như tuyết cũng hơi kinh ngạc. Sa xa xa lăng gia lão tổ cũng đôi mắt co rụt lại, bất quá cũng không có hoài nghi, dù sao giang giật còn không có xuất hiện. Tiểu nô, nhìn thấy giang tiểu nô hướng chính mình vào tới, tô như tuyết có loại dự cảm không tốt, nhưng nàng thực lực quá yếu, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, cái ót tê dần, nàng tựu mất đi. Ông, giang tiểu nô trong tay lục tịnh bình sáng lên, tô như tuyết thân thể tựu biến mất tại nguyên chỗ, nàng hai cánh nhanh chóng vỗ, thân thể hóa thành lợi kiếm hướng phương nam bay đi. Lưu lại vô số mắt trợn tròn đại hạ quốc quân sĩ chạy trốn, rất nhiều người mơ hồ nháy nháy mắt, tự liền lăng ra lão tổ ngay từ đầu đều không có kịp phản ứng, nhất là ngân hoa bà bà càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, giang tiểu nô lại bỏ xuống toàn bộ người, mang theo tô như tuyết chạy trốn. Giang tiểu nô hoàn toàn chính xác chạy trốn, nàng đầu óc rất đơn thuần, cơ bản sẽ không đi suy nghĩ nhiều, giang giật căn dặn nàng bảo hộ tô như tuyết, nàng não hải ý niệm duy nhất liền là bảo vệ tô như tuyết. Còn như những người khác chết sống, đại hạ quốc tồn vong, nàng căn bản không quan tâm thậm chí trong lòng của nàng ngoại trừ Giang Vân Hải cùng Giang Giật, cùng Tiểu Hồ Ly bên ngoài, bất kỳ người nào đều không để ý. Giang Vân Hải chiến vô song tiền vạn quán vân phỉ tô như tuyết, đã toàn bộ bị nàng ném vào lục tịnh bình bên trong, chiến cuộc không cách nào nghịch chuyển, nàng còn không trốn làm gì chẳng lẽ ở lại chờ chết giống như Giang Giật ở nơi này, nàng chắc chắn sẽ không trốn, vấn đề Giang Giật không tại. Ngân Hoa bà bà bó tay rồi, Bạch Phiên cũng dị thường nổi giận, chỉ là giờ phút này bọn chúng đều căn bản không có cách nào thoát thân, chỉ có thể đau khổ chống đỡ lấy. Nguy rồi, bị lừa rồi, Giang giật khẳng định không trong thành, lăng ra lão tổ năm đó thế nhưng là lăng ra hoàng đế, đầu óc tốt dùng vô cùng, con người nhất chuyển lập tức tỉnh ngộ lại, hắn trầm ngâm một hồi, bạo quát, long vương, đem tất cả mọi người đánh giết, một tên cũng không để lại, ta đuổi theo giết tiểu nha đầu kia. Hưu, hắn thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng phía nam mà đi, rất nhanh vượt ngang hạ vũ thành, không ra ngoài ý liệu của hắn, Giang giật quả nhiên chưa từng xuất hiện giang giật không trong thành, tiêu long vương cũng tỉnh ngộ lại, hắn nổi giận hét lớn, toàn quân tiến công, đem hạ vũ thành san thành bình địa. Lão sư các người đem ngân hoa bà bà cùng cái này yêu vương giết, ta liên hợp sát đế đi đem nhai tí thú làm. Bốn phía thần du cường giả hoàn toàn tỉnh ngộ, toàn bộ nổi giận hướng thành nội phóng đi, rất nhanh cùng hạ vũ thành bên trong quân sĩ kịch chiến cùng một chỗ. Tiêu long vương thân thể bay vụt mà lên, cùng sát đế liên thủ công kích nhai tí thú, hai người thực lực đều rất cường đại, một khi liên thủ nhai tí thú hữu tử vô sinh. Phanh phanh phanh, hạ vũ thành bên trong từng mảnh từng mảnh tường thành bị phá hủy, mấy ngàn thần du đại quân trong thành tứ không kiên sợ công kích, tô như tuyết chạy trốn, giang tiểu nô chạy trốn, thành nội đại quân cùng con dân thoáng cái luống cuống, rốt cuộc vô tâm chống cự. Các con dân hoảng sợ hướng nam đông tây tam đại môn bỏ chạy, thành nội nháo nha nháo nhác khắp nơi, rất nhiều thần du cường giả xông tới, tùy ý phóng thích nguyên lực công kích, thành nội con dân từng mảnh từng mảnh bị ngộ sát, Hạ Vũ Thành biến thành địa ngục. Lư lão tướng quân một cái tay bị chặt đứt, máu me khắp người, hắn nhìn qua vết thương Hạ Vũ Thành, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, phát ra một tiếng đắng chát thở dài, nhiếp chính vương, ngài ở đâu ngài vẫn chưa trở lại, ngài con dân liền muốn toàn bộ bị giết sạch. Đáng tiếc, lư lão tướng quân cầu nguyện cũng không có hiển linh, giang giật cũng không phải thần linh, có thể vì thời xuất hiện. Giết chóc còn tại tiếp tục, một đám bị đè nén thảm rồi thần du cường giả, giờ phút này đem nội tâm biệt khuất cùng cừu hận toàn bộ phát tiết tại hạ vũ thành con dân trên thân. Chỉ là nửa nén hương thời gian, hơn phân nửa hạ vũ thành tựu biến thành phế tích, thành nội quân đội gần như toàn bộ bỏ mình, con dân cũng tử thương hơn phân nửa, hạ vũ thành biến thành một tòa phế tích. Ngoài thành, Bạch Viên đã bị chém giết, ngân hoa bà bà tốc độ chậm chí ít không chỉ một lần, toàn thân đều là huyết, nếu không phải bách hoa nương tử không muốn cho thiên huyền quốc ghi hận, sợ là đã sớm bị chém giết, trên bầu trời không ngừng truyền đến nhai tí thú gầm thét tựa hồ. Cũng nhanh duy trì không được, lão quốc chủ, lư giản đi theo ngươi mà đến rồi. Lư lão tướng quân lần nữa thụ ba bốn lần thương tích, rốt cuộc không có cách nào chống đỡ, khóe miệng của hắn lộ ra một tia tàn cười, trường kiếm trong tay đối với mình cổ vốt qua, muốn tự sát mà chết. Vào thời khắc này, phương hướng tây bắc một đạo bạo tiếng giống đột nhiên truyền đến, để lư lão tướng quân hổ khu chấn động, tuyệt vọng hai con người cũng sáng lên dạng rỡ tinh quang, tựa như một đóa sẽ khô héo hoa tươi lần nữa tỏa ra. Giang giật ở đây, toàn bộ dừng tay, nếu không ta thao các người tổ tông người bát đại. chương 471, Chiến Quần Hùng, đoạt hồn cốc tại Thánh Linh Quốc Bắc Bộ, rời đi Hạ Vũ Thành có mấy trăm vạn lý xa, nếu như là người bình thường cưỡi ngựa tới, ít nhất phải hai tháng thời gian. Giang giật lần trước cưỡi đào một thú ngày đêm không ngừng đi đường hao tốn hơn 10 ngày thời gian, lần này lại tại 4 ngày 4 đêm bên trong chạy tới, có thể tưởng tượng hắn lần này đến cỡ nào liều mạng. Biết được đại quân bắt đầu tiến công đại Hà Quốc về sau, Giang giật một cái cơm nóng cũng không kịp ăn, một đường bằng nhanh nhất tốc độ liên tục huấn di, không biết ngày đêm, không có nghỉ ngơi một khắc. Giống như không phải hắn luyện hóa hai mảnh thanh xương diệp, linh hồn phóng đại, sợ là sớm đã chống đỡ không nổi, té xỉu ở nửa đường. Mặc dù như thế, hắn vẫn như cố cảm giác chính mình đến chậm, thần thức tại hạ vũ thành bên trong quét qua, hắn tâm lập tức trầm xuống. Hắn phát hiện tô như tuyết bọn người một cái không thấy, hạ vũ thành đã bị hủy diệt hơn phân nửa, khắp nơi đều là hủy đi lầu các phòng ốc, vương cung cũng bị nổ sụp. Thành nội khắp nơi đều có tử thi, tiền huyết hội tụ thành dòng sông, giang giật thần thức có thể dò xét, còn có vô số phụ nữ hài tử lão nhân chết đi, rất nhiều người ôm mình thân nhân gào gào khóc lớn, còn có càng nhiều người chân gãy, bị trọng thương, phát ra từng tiếng làm người sợ hãi rú thảm. Nhân gian địa ngục, ngày xưa xinh đẹp hạ vũ thành, đã trở thành lịch sử, giang giật đã từng xem như nhà mình phiêu tuyết cung cũng hóa thành phế tích, ngoài thành hai cái yêu vương thi thể còn bốc lên nóng hổi nhiệt huyết, bạch viên kia mở lão đại con ngươi, còn tại hướng giang giật tự thuật nó nổi giận cùng không cam lòng. Ngân hoa bà bà toàn thân đều là huyết, giờ phút này đã sắp chết biên giới. Trên bầu trời, nhai tí thú toàn thân đều là đập vào mắt kinh hãi vết thương, rất nhiều nơi bạch cốt xâm xâm. Hết thảy hết thảy, để giang giật nổi giận đến cực hạn. Họa không bằng người nhà, đám này đồ phu đau phủ, vì trả thù hắn, không chỉ có liên lụy người nhà của hắn, giờ phút này còn tùy ý tại đồ sát bình dân từng cái miệng đầy đạo đức văn chương, nhân loại đại nghĩa đại nhân vật, vì mình lợi ích, vì diệt sát cừu địch, không tiếc đồ sát hạ vũ thành bên trong trăm vạn bình dân, đồ sát tay chói gà không chặt phụ nữ lão nhân, đồ sát còn tại tập tế học theo hài tử. Chết, chết, tất cả mọi người muốn chết. Giang giật mái tóc màu đỏ ngòm lăng không cuồng vũ, đôi mắt cũng biến thành huyết hồng, sát khí trên người cuồn cuộn mà ra, đây không phải chính hắn thả ra sát lục chân ý, là bởi vì phẫn nộ đến cực hạn, không tự chủ được phóng xuất ra trong tay hắn hỏa long kiếm xuất hiện, ánh mắt khóa chặt công kích chính diện kích ngân hoa bà bà bách hoa nương tử, thân thể liên tục không ngừng hướng nàng thuấn di mà đi. Giang giật, vừa mới giết chết bạch viên dư viện trưởng, cùng chính đẻ ép ngân hoa bà bà đánh bách hoa nương tử, cùng trên bầu trời tiêu long vương sát đế, còn có ngồi xếp bằng trên mặt đất hai tay bị hủy diệt lão quốc sư, giờ khác này toàn bộ tâm thần chấn động. Vương thành một trận chiến, để mọi người đối giang giật rất là kiêng kỵ. Kim cương cường giả dưới tình huống bình thường rất khó giết chết kim cương cường giả, trừ phi thực lực chênh lệch quá lớn, nếu không đối phương liều mạng phía dưới, người không chết cũng sẽ đi lấp ra. Nhưng Giang Giật lại có thể nhẹ nhõm chém giết Lâm Thái Giám, lúc ấy Vương Thành rất nhiều người đều nhìn thấy Giang Giật sông lên không chung, sau đó rất nhanh liền xuống tới. Nói một cách khác, hắn đánh giết Lâm Lão Thái Giám chỉ dùng phi thường ngắn ngủi thời gian, mà lại hạ đình uy lúc ấy thế nhưng là tại trước mắt bao người kém chút bị Giang Giật xử lý. Sở dĩ bọn hắn lần này mới có thể dốc toàn bộ lực lược, chuẩn bị liên thủ chém giết Giang Giật, có lăng gia lão tổ tại, mọi người lúc đầu tự tin hơn gấp trăm lần, nhưng lăng gia lão tổ truy sát Giang Tiểu Nô đi, trong mọi người tâm không chắc. Hưu, bách hoa nương tử nhìn thấy Giang giật thẳng tắp hướng nàng thuấn di mà đến có chút luống cuống, vội vàng không để ý tới đánh giết ngân hoa bà bà, nhanh chóng hướng dư viện trưởng thối lui. Long vương, trước đừng giết nhai tí thú, mau tới liên thủ trước tiên đem Giang giật xử lý. Dư viện trưởng cũng trong lòng không chắc, hướng không trung truyền âm một câu, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua càng ngày càng gần Giang giật, trong tay một cái chiếc phiến xuất hiện, nguyên lực vận chuyển chiếc phiến sáng lên một đạo kim sắc quang mang. Hưu, tiêu long vương thân thể từ trên cao phía trên mà xuống, hắn biết rõ dư viện trưởng cùng bách hoa nương tử tuyệt đối ngăn không được giang giật, hắn không xuống liên thủ, giống như cho giang giật tiêu diệt từng bộ phận, hắn hôm nay cũng rất có thể muốn chết. Giang giật, nhận lấy cái chết, ngồi xếp bằng trên mặt đất lão quốc sư, cứ việc hai tay không còn, nhưng hắn minh bạch giờ phút này là thời cơ tốt nhất, bốn người liên thủ sẽ có rất lớn cơ hội xử lý giang giật, sở dĩ mặc dù giờ phút này hắn nguyên khí đại thương, cũng không thể không liều mạng. Ong ong, giang giật hai con người huyết hồng, tựa hồ bạo tẩu, không cố kỵ gì hướng bên này liên tục vấn gì mà tới. Hắn hai con người huyết hồng, không lọt vào mắt trên bầu trời mà xuống tiêu long vương, cũng coi thường phía dưới vào tới lão quốc sư, ánh mắt trừng trừng khóa chặt bách hoa nương tử, trên thân lăng liệt sát khí bao phủ phương viên mấy ngàn trượng để rất nhiều liên quân thần du cường giả đều cảm giác được ngạt thở chết, tiêu long vương trong tay trường kích phát sáng lên, chuẩn bị công kích, phía dưới lão quốc sư hai chân cũng huyễn hóa ra đạo đạo tàn ảnh, như một hai đem cự phủ hướng giang giật bổ tới, hắn giờ phút này chân hướng lên trên đầu hướng xuống, hai tay còn có tiên huyết tràn ra, vậy khắp trời cao, vì giết giang giật hắn cũng là rất liều. Một bên khác bách hoa nương tử, toàn thân đỏ tươi trường bào múa, nàng hai tay kết lấy từng cái kỳ quái thủ ấn, tựa như một cái mỹ lệ hoa tiên tử trên không trung nhẹ nhàng nhảy múa, bốn phía thiên địa nguyên lực nhanh chóng trên tay nàng hội tụ thành một đóa đóa xinh đẹp đóa hoa kia một đóa đóa trên đóa hoa khí tức dọa người rõ ràng là rất cường đại đạo văn công kích hư sư viện trưởng cũng động một cái chiết phiến trên không trung vỗ mấy lần phía trên kim quang tại chiết phiến đỉnh chóp hội tụ hóa thành một cái hình nửa vòng tròn đao phong liền muốn bổ ra ông vào thời khắc này giang giật rốt cục có dị động thân thể của hắn bạch quang lóe lên không khí bốn phía nhanh chóng hướng bên cạnh hắn hội tụ rất nhanh ngừng tố ra ba cái hư ảnh, cái này hư ảnh cùng hắn giống nhau như đúc, căn bản phân biệt không ra cái nào là chân thân. mấy cái này hư ảnh hóa thành mấy đạo tàn ảnh phân biệt hướng tiêu Long Vương, bách hoa nương tử, dư viện trưởng phóng đi. a, à, mọi người giật mình, nhưng rất nhanh chấn định lại, phân biệt thả ra công kích. theo bọn hắn nghĩ, vô luận cái nào là Giang giật chân thân, kết cục đều như thế, chỉ cần bọn hắn đem sở hữu phân thân đánh giết, Giang giật chẳng phải đồng dạng phải chết sao? uống tiêu long vương ném ra một vệt kim quang, kim quang kia hóa thành một cái dị thú hư ảnh hướng giang giật một cái hư ảnh đập tới. Sư viện trưởng liên tục không ngừng múa chiết phiến, từng đạo kim sắc hình bán nguyệt đao mang liên miên không ngừng hướng phía trước gào thét mà đi, một đạo so một đạo mãnh liệt, tựa như tầng tầng ngập trời cự lãng, muốn đem cái này một khoảng trời bao phủ. Bách hoa nương tử trong tay ngưng tụ đóa hoa bay ra ngoài, như từng chiếc từng chiếc sen đèn hướng phía trước lướt tới, rất là xinh đẹp. Lão quốc sư kia hai cái đùi cũng mang theo hắc quang, tựa như hai thanh cự phủ, mang theo hàn khí âm u hướng Giang giật một cái phân thân bổ tới. Ngu xuẩn, Giang giật chân thân giờ phút này chính hướng dư viện trưởng phóng đi, giữa không trung đột nhiên dừng lại u u cười một tiếng, sau đó thân thể biến mất ở giữa không trung, còn lại hư ảnh bởi vì hắn không còn khống chế, cũng trong nháy mắt trên không trung tiêu tán vô ngân. Không được, tiêu long vương bọn người toàn bộ tỉnh ngộ lại, sắc mặt đại biến, vừa rồi bọn hắn theo mấy cái phương hướng hướng giang giật mấy cái phân thân công kích, trong lúc nhất thời quên đi một điểm, giống như giang giật phân thân biến mất, bọn hắn công kích sẽ đụng vào nhau. Oanh, công kích đều đã phát ra, lại thế nào thu hồi. Tiêu Long Vương cái kia dị thú cùng bách hoa nương tử đóa hoa, sư viện trưởng kim sắc đao mang đụng vào nhau, trong nháy mắt phát sinh kinh khủng bạo tạc, mà thánh linh quốc lão quốc sư, giờ phút này hai chân còn hóa thành cự phủ hướng bạo tạc trung tâm bổ tới. Chương 472, bọn hắn vương trở về. Rầm rầm rầm, mấy đạo kinh khủng tiếng nổ vang lên, Hạ Vũ Thành Bắc cũng cảm giác một vòng trời sáng nổ tung, kia từng tiếng tiếng nổ khiến người ta cảm thấy thiên đều sập, toàn thành người bao quát thần du cường giả tối đỉnh, giờ phút này màng nhĩ đều một mảnh oanh minh, hoàn toàn mất thông. Hưu, Tiêu Long Vương bọn người rời đi bạo tạc trung tâm có ta xa, cũng trước tiên đều phản ứng lại, bọn hắn không có nửa điểm trần chờ, trong nháy mắt hướng nơi xa trốn như điên, đồng thời riêng phần mình thả ra phòng ngự thủ đoạn, ngăn trở sau lưng cường đại sóng xung kích, tránh cho bị chấn thương. Các nàng có thể trốn, thánh linh quốc lão quốc sư lại bi kịch hắn bởi vì hai tay bị phế rất nhiều công kích đều phóng thích không ra chỉ có dùng hai chân thả ra một cái đạo văn công kích nhưng công kích này không thể đánh xa chỉ có thể tiếp thân khai chiến vừa rồi bốn người vây công giang giật hắn coi là coi như giang giật xuất thủ đối phó hắn tiêu long vương mấy người cũng hội cứu giúp lại không nghĩ rằng xuất hiện chuyện như vậy hắn vốn là không có huyết sắc mặt tại thời khắc này triệt để trở nên trắng bệch nhưng hắn nội tâm dục vọng cầu sinh vẫn là khiến cho hắn trước tiên thả ra thổ chi thuẫn, đồng thời quay đầu hướng đường cụ bắn ngược mà chạy. Chỉ tiếc, hai tay của hắn không còn, nguyên khí đại thương, tốc độ phản ứng tự nhiên cũng liền chậm, không đợi chạy ra quá xa, kia kinh khủng bạo tạc tự quét sạch hắn. Hắn thổ chi thuẫn vẫn chưa hoàn toàn phóng xuất ra, tự bị cuồng bạo không gian vặn vẹo lực xoắn nát, ngay sau đó thân thể của hắn cũng bị xoắn đến vỡ nát, cuối cùng hóa thành một đoàn thịt nát hướng mặt đất đầy trời mà đi. Thánh linh quốc lão quốc sư, uy chấn bát phương chí cường giả một trong, chết. Phốc, một bên khác, bách hoa nương tử dư viện trưởng hai người, bị bạo tạc sóng xung kích đập bay ra ngoài, người giữa không chung hai người đều cuồng phún một ngụm máu tươi. Thực lực của hai người cùng tiêu long vương so ra tranh lệch rất nhiều, nhất là bách hoa nương tử thực lực so ngân hoa bà bà còn muốn yếu, giờ phút này mặc dù không có bị thương nặng, nhưng cũng cảm giác ngũ tạng lục phủ bị chấn thương, trong cổ họng tiên huyết áp chế không nổi tuôn ra. Bách hoa nương tử, cẩn thận, một đạo dường như sấm sét bạo tiếng giống, vang lên tại bách hoa nương tử bên tai, nàng oanh minh đầu đột nhiên giật mình tỉnh lại, một đôi mắt phượng lập tức hướng bốn phương tám hướng quét tới, thần thức cũng khóa chặt bốn phía không gian. Ông, quả nhiên, nàng dưới thân thể mới không gian ba động, một đạo bóng người theo trong hư không ngưng hiện, một đôi huyết hồng sắc con mắt thấy nội tâm của nàng rung động, nàng kinh hô lên, là giang giật, lão dư, nhanh công kích. Sư viện trưởng giật mình, ánh mắt đột nhiên hướng phía dưới nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy giang giật hỏa long kiếm bắn ra mấy vạn tiểu hỏa long, hắn cắn răng cố gắng để cho mình thân thể ở giữa không trung ổn định, trong tay chiết phiến như thiểm điện múa, bắn ra đạo đạo kim sắc sóng biển. Vạn tốn phiêu linh, bách hoa nương tử trầm hống một tiếng về sau, cũng không có khoanh tay chịu chết, nàng cặp kia xinh đẹp hai tay cua múa, thân thể cũng ở giữa không trung phất phới, bầu trời bốn phía nguyên khí hướng nàng hai tay tụ tập, huyễn hóa ra một đóa 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 hoa màu vàng, liên tục không ngừng hướng phía dưới phiêu linh xuống dưới, chàng diện kia thậm chí đẹp mắt, lộng lẫy vô cùng. Phanh 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 phanh, đóa hoa màu vàng và mấy vạn tiểu hỏa long chạm vào nhau, gây nên từng mảnh từng mảnh bạo tạc, tựa như một đống pháo trúc trên không trung nổ tung, mà các loại chờ, dư viện trưởng công kích tới về sau, cái này bạo tạc càng phát ra chỗ mãnh liệt, giang giật cùng bách hoa nương tử đều bởi vì bạo tạc phân biệt bị đánh bay ra ngoài. Hô hô, bách hoa nương tử nhìn thấy một bên khác tiêu long vương đã hóa thành một đầu dao long hướng bên này bay tới, dư viện trưởng cũng hướng nàng hội tụ mà đến, như chút được gánh nặng thở ra một hơi, Giang giật cũng không giống trong truyền thuyết mạnh như vậy mà vừa rồi công kích kia mặc dù rất cường đại, nhưng không đủ để đánh giết nàng. Ông, nội tâm của nàng vừa mới trầm tĩnh lại, nhưng sâu trong linh hồn đột nhiên báo động nổi lên, sắc mặt nàng đại biến, lập tức hướng phía dưới nhìn lại, lại nhìn thấy giang giật đã biến mất tại nguyên chỗ. Nàng thần thức lập tức hướng tứ phương quét tới, rất nhanh phát hiện sau lưng nàng không gian đã sóng gió nổi lên, giang giật thân thể ra nàng phía sau lưng, khoảng cách nàng chỉ có xa ba trường. Giang giật, Người muốn giết lão nương, lão nương tự cùng ngươi đồng quy vô tận, trăm hoa đua nở. Bách hoa nương tử nội tâm dâng lên một cỗ hẳn phải chết chấp niệm, nàng dứt khoát cũng không trốn, toàn thân thất thải quang mang lấp lánh, thả ra nhất cường đại công kích trong thân thể vô số đóa hoa gào thét mà ra, quay chung quanh toàn thân của nàng gào thét xoay quanh, chỉ cần giang giật dám công kích nàng, thế tất sẽ khiến cường đại bạo tạc, giang giật khoảng cách gần như thế, hắn cũng sẽ bị tươi sống nổ chết. Ngu xuẩn, giang giật cười lạnh một tiếng, trong tay sáng lên một đạo hào quang màu xanh đen, đột nhiên đánh ra mấy trường, từng đoàn từng đoàn hỏa diễm gào thét mà ra, mỗi một đoàn trong ngọn lửa đều có một đầu thần long quay quanh, hỏa diễm nhiệt độ dị thường chi cao, vừa xuất hiện liền để bách hoa nương tử cảm giác toàn thân muốn thiêu đốt. Cửu thiên long viêm, a à, bách hoa nương tử cũng biết chính mình phạm mô xuẩn, giống như giang giật thả ra là vừa rồi loại kia hỏa long công kích, có lẽ sẽ lập tức phát sinh bạo tạc. Nhưng hắn đây là hỏa diễm, thật sự hỏa diễm, cùng nàng đạo văn công kích chạm vào nhau, căn bản sẽ không phát sinh bạo tạc. Năm đó Giang Giật thiêu hủy Hạ Đình uy hai chân lúc, Hạ Đình uy công kích cũng căn bản vô hiệu. Nàng tình ngộ quá đã muộn, hỏa diễm gào thét mà đi, Giang Giật thân thể cũng biến mất tại nguyên chỗ, nàng nghĩ liều chết cho Giang Giật lưu lại một chút thương thích cũng không thể nào. Cảm nhận được kia trong ngọn lửa kinh khủng nhiệt độ cao, nàng một bên hoảng sợ kêu to, một bên bằng nhanh nhất tốc độ hướng nơi xa bỏ chạy. Suy suy, đáng tiếc, hỏa diễm rời đi nàng quá gần, kinh khủng nhiệt độ cao thoáng cái bao phủ nàng, để nàng toàn thân đều bốc cháy lên, phía ngoài áo bảo cùng nàng toàn thân lông tóc trong nháy mắt bốc cháy, nàng biến thành một hỏa nhân, nàng ở giữa không chung một bên quỷ kêu, một bên điên cuồng chạy trốn. Bách hoa nương tử, đừng hoảng hốt, ta tới cứu ngươi. Sư viện trưởng rời đi bách hoa nương tử không xa, Giang giật ra bách hoa nương tử bên người lúc, hắn tự phản ứng lại, trong tay một đạo lam sắc quang mang sáng lên, đột nhiên đánh ra một đạo ngập trời cự lãng. Hướng Bách Hoa Nương Tử gào thét súng mãnh lao tới. Nước này lãng rất hung tàn, đập trúng Bách Hoa Nương Tử, có thể sẽ để nàng bản thân bị trọng thương, nhưng giống như hắn không công kích, Bách Hoa Nương Tử liền muốn tươi sống bị thiêu chết. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, ngũ hành tương sinh, đồng thời cũng tương khắc. Sư viện trưởng Cảm Ngộ chính là thủy hệ đạo văn, nước có thể khắc lửa, nước của hắn lãng đem Bách Hoa Nương Tử quấn quanh đi vào, Bách Hoa Nương Tử trên người hỏa diễm lập tức hủy diệt. Sau lưng một mảnh biển lửa cùng sóng nước chạm vào nhau xung khắc như nước với lửa biển lửa cùng thủy long nhanh chóng triệt tiêu tiêu tán cuối cùng biển lửa hoàn toàn biến mất nhưng bách hoa nương tử lại bị sóng nước cường đại xung lực đánh tới hướng phương xa a a a bách hoa nương tử may mắn trốn được một mạng nhưng nàng toàn thân làn da đều bị thiêu đốt biến thành một mảnh cháy đen nàng một đầu đen nhánh tóc xanh còn có toàn thân áo bảo cũng bị thiêu hủy xinh đẹp trên mặt đều là vết thương còn khói đen bốc lên đối với thích trương diện như mạng nàng tới nói biến thành quỷ này bộ dáng so giết nàng còn khó chịu hơn oanh nàng bị trùng điệp đập xuống trên mặt đất toàn thân làn da truyền đến như tê tâm liệt phế thống khổ nàng lăn lộn dưới đất trong miệng phát ra từng tiếng thê lương gào lên đau xót vang vọng toàn bộ hạ vũ thành làm cho tất cả mọi người đều không rét mà run nhiếp chính vương trở về giết trên tường thành lư lão tướng quân lệ nóng doanh tròng hắn quơ chỉ còn lại một cái tay cụt kiệt lực giống to giang giật trở về chỉ là vừa đối mặt tổ diệt sát thánh linh quốc lão quốc sư, đã thương nặng bách hoa nương tử, lần nữa để thế cục nghịch chuyển, để toàn thành còn sống quân sĩ con dân thấy được hy vọng. Nhiếp chính vương, nhiếp chính vương, giết, 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 liêu mạng, lư lão tướng quân một tiếng bạo giống, bừng tỉnh đại hạ quốc còn sót lại chút ít quân đội cùng cường giả, toàn bộ người đều cuồng hỉ cua binh khí trong tay, dùng lớn nhất thanh âm điên cuồng hét lên, thanh âm chấn thiên động địa, vang tận mây xanh. Tại thời khắc này, tự liền những cái kia tay chói gà không chặt bình dân đều tin tâm gấp trăm lần, Hạ Vũ Thành mặc dù bị hủy, nhưng Đại Hạ Quốc lại không nhất định hội vong. Bởi vì, bọn hắn vương trở về, chương 473, xuất kỳ chế thắng, a à, a à, ngao ngao, phía dưới bách hoa nương tử thê giống còn vang vọng không ngừng, phía trên nhai tí thú bạo tiếng giống cũng không ngừng chuyển đến, bất quá cái này trong tiếng hô khí mười phần, tựa hồ giang giật trở về, để nó cũng lòng tin gấp trăm lần. Tiêu Long Vương cùng dư viện trưởng hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia ngưng trọng cùng bối rối, vừa đối mặt, lão quốc sư chết rồi, bách hoa nương tử phế đi, hai người bọn họ có thể giết được giang giật sao? Giết, đại chiến đã đánh tới tình trạng này, không có khả năng lui e sợ. Tiêu Long Vương cũng tự tin giang giật loại kia hỏa diễm tuyệt đối không có khả năng miểu sát hắn, một cái thành danh nhiều năm cường giả, đối với mình thực lực vẫn là có tự tin, hắn con người nhất chuyển, hướng dư viện trưởng nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn phối hợp công kích mình, thân thể hóa thành đạo đạo tàn ảnh nhắm hướng đông góc trời uổng phí vừa mới ngưng kết thân ảnh giang giật phóng đi. Giang giật có thể thuấn di, nhưng thuấn di cũng cần thời gian, tiêu long vương tốc độ nhanh hơn hắn nhiều, hắn tự tin chỉ cần đuổi kịp giang giật, toàn lực công kích, không nói nhẹ nhõm chém giết hắn, chỉ ít liều mạng phía dưới giết chết hắn không có vấn đề, bên cạnh nhưng còn có một cái dư viện trưởng A. hưu dư viện trưởng thân thể lóe lên cùng tiêu long vương thành thế đối chọi hướng giang giật phóng đi. Người khác ở phương xa trong tay chiếc phiến vung vẩy, đánh ra đạo đạo nguyên lực công kích, hóa thành ngàn tầng sóng biển liên tục không ngừng hướng giang giật bốn phía không gian vào tới. Hắn không truy cầu đánh chúng giang giật, chỉ cần có thể ảnh hưởng phán đoán của hắn là được, chủ yếu công kích vẫn là tiêu long vương. Tiêu long vương không có động thủ, chỉ là dùng khí cơ khóa chặt giang giật, hắn thần thức mở rộng, chỉ cần giang giật thuấn gì hắn liền có thể căn cứ chống trải ba động, phán đoán hắn lần tiếp theo xuất hiện địa điểm, từ đó bằng nhanh nhất tốc độ công kích. Giang giật lần này không có trốn, ra không chung sau hắn mặc cho thân thể hướng phía dưới chậm rãi rơi xuống, ánh mắt khóa chặt như hai đạo cuồng long hướng chính mình vào tới tiêu long vương cùng dư viện trưởng, trong lòng yên lặng tính toán khoảng cách. Một ngàn trượng, năm trăm trượng, ba trăm trượng, hai trăm trượng. Tiêu long vương rốt cuộc nhịn không được, giang giật đang ở trước mắt, hắn không có khả năng không công kích, mặc dù hắn muốn đợi giang giật thuấn di về sau, phán đoán hắn xuất hiện địa điểm lại cho cho hắn một kích chí mạng, nhưng giang giật không thuấn di, hắn chỉ có thể phóng thích công kích. Chết! hắn quát khẽ một tiếng, trong tay trường kích huyễn hóa ra đạo đạo tàn ảnh, gây nên không gian một mảnh chấn động, đột nhiên hướng giang giật bổ tới, trường kích bên trên kim quang lóng lánh, khi tức dọa người, rõ ràng ẩn chứa kim hệ đạo văn công kích. Kim hệ đại biểu không gì không phá, là nguyên tố đạo văn bên trong lực công kích tối cường đạo văn công kích. Ông, tại trường kích rời đi giang giật thân thể 30 trượng lúc, giang giật trên thân rốt cuộc sáng lên một đạo bạch quang, biến mất tại nguyên chỗ, tiêu long vương khóe miệng cũng lộ ra một tia tàn cười, lập tức thu hồi trường kích, thần thức tựa như tia chớp hướng bốn phía phúc tán mà đi. Rốt cục nhịn không được muốn thuấn di sao, tiêu long vương vừa rồi một kích kia chỉ là hư chiêu, đương nhiên nếu là giang giật không trốn, hư chiêu liền có thể biến thành thực chiêu. Trong lòng của hắn kết luận giang giật hội thuấn di, sở dĩ hắn tâm thần một mực tại dự toán giang giật thuấn di về sau, nên như thế nào cho hắn một kích chí mạng. Thuấn di cũng cần thời gian, có lẽ tại người bình thường xem ra, thuấn di quá nhanh, căn bản khóa chặt không được. Nhưng tiêu long vương thực lực cỡ nào hắn thần thức cực kỳ cường đại, chỉ cần đánh giá ra không gian ba động, lập tức có thể phóng thích công kích. Hắn tốc độ công kích quá nhanh quá nhanh, giang giật thân thể sợ là vừa mới xuất hiện, công kích của hắn liền sẽ đến. Suy suy, sư viện trưởng đã sớm minh bạch tiêu long vương kế hoạch tác chiến, giờ phút này chiết phiến bên trên nguyên lực lấp lánh, thần thức cũng không ngừng bốn phía dò xét, một khi xác định giang giật thuấn di phương vị, sẽ lập tức phối hợp tiêu long vương công kích. A à, để tiêu long vương cùng dư viện trưởng rất là kinh ngạc là phụ cận không gian cũng không có ba động dấu hiệu chẳng lẽ giang giật thuấn di đi ngoài vạn dặm đã vượt ra khỏi bọn hắn thần thức dò xét bên ngoài không đúng tiêu long vương đột nhiên tỉnh ngộ ánh mắt bỗng nhiên hướng vừa rồi giang giật biến mất địa điểm nhìn lại quả nhiên một thân ảnh tại nguyên chỗ ngưng kết giang giật lần này thuấn di lại về tới nguyên địa suy suy giang giật vừa ra không chung, trong tay lập tức sáng lên hào quang màu xanh đen đột nhiên đánh ra mấy chục trường từng đoàn từng đoàn hỏa diễm hóa thành một mảnh to lớn biển lửa, hướng Tiêu Long Vương cùng dư viện trưởng cuốn tới. Bị lừa rồi, Tiêu Long Vương vừa rồi chỉ là khoảng cách giang giật 30 trượng khoảng cách, dư viện trưởng cũng tại cách đó không xa, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, giang giật thuấn di về sau, không ngờ ra nguyên địa. Bất quá cái này cũng không trách được bọn hắn, bất kỳ cái gì một người thuấn di khẳng định là trên không trung không ngừng lấp lẽ, ai sẽ thuấn di sau ra nguyên địa đó cùng không thuấn di lại cái gì khác nhau mà lại vừa rồi tiêu long vương thế nhưng là hướng giang giật chỗ không gian phát ra công kích. Nếu là tiêu long vương không thu hồi công kích, giờ phút này giang giật vừa mới ngưng kết thân thể sợ là lập tức liền sẽ bị nện thành phấn vụn. Suốt kỳ chế thắng, người khác càng là chuyện không nghĩ tới, càng có thể tấu kỳ hiệu, giang giật cũng cực một ván, cực tiêu long vương vừa rồi chính là hư chiêu, sở dĩ giờ phút này mới có thể đánh cho đối phương luống cuống tay chân, trong lòng đại loạn. Loạn về loạn, Tiêu Long Vương dù sao có như thế thực lực cường đại, Sư viện trưởng thủy hệ đạo văn đúng lúc là giang giật cửu thiên long viêm khắc tinh, sở dĩ hai người đối mặt hẳn phải chết nguy cơ, rất nhanh kịp phản ứng. Tiêu Long Vương một bên lui nhanh, một bên theo trong tay cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra một khối cờ đen, kia cờ đen rõ ràng là thánh khí, vừa xuất hiện tựu lớn lên theo gió, cuối cùng biến thành dài trăm trượng, như một khối hắc vân hướng biển lửa bao phủ đi. Lãng hải ngập trời, sư viện trưởng tại Tiêu Long Vương sau lưng, khoảng cách giang giật có ngàn trượng khoảng cách, khoảng cách này không đủ để chí mạng, sở dĩ hắn một bên lui nhanh, một bên đánh ra một đạo ngập trời cự lãng, cùng vừa rồi giống nhau như đúc, đương nhiên so vừa rồi lớn hơn mấy phần. Ông, biển lửa cùng cờ đen chạm vào nhau, cờ đen tản mát ra vạn trượng hắc quang, kia kinh khủng cửu thiên long viêm lại không có cách nào thiêu hủy cờ đen, lúc đầu khí thế mãnh liệt biển lửa bị cờ đen ngăn chặn xuống dưới. Phanh phanh phanh, một bên khác to lớn sóng biển cũng cùng biển lửa chạm vào nhau, đem từng mảnh từng mảnh biển lửa yên diệt, giang giật vỗ ra kinh khủng hỏa diễm nhẹ nhõm bị ngăn cản xuống tới. Hư, hư, sư viện trưởng nội tâm đại định, giang giật kinh khủng nhất công kích chỉ có cái này hỏa diễm, giờ phút này có thể bị cờ đen cùng hắn thủy hệ đạo văn ngăn cản, như vậy hai người đã đứng ở thế bất bại, chỉ cần cẩn thận đừng bị hắn đánh lén là đủ. Lão sư, cẩn thận, tiêu long vương nhưng không có nửa điểm thư giãn ý tứ, thần thức từng lần một đảo qua, đột nhiên một tiếng bạo giống. Bởi vì Giang giật thân thể đã tại nguyên chỗ biến mất, một giây sau ra dư viện trưởng phụ cận, đột nhiên đánh ra mấy chục trường, một mảnh biển lửa lại cuốn tới. Hừ, dư viện trưởng giật mình, nhưng không chút kinh hoàng, lập tức đánh ra thủy hệ đạo văn công kích ngăn cản, đồng thời thần thức hướng bốn phía quét tới, tìm kiếm Giang giật lần tiếp theo xuất hiện địa điểm. Xuy suy, Giang giật lần tiếp theo ra tiêu long vương phía trên, đưa tay đánh ra mấy trường sau lợi mã thuấn di, tiêu long vương vốn định công kích. Nhưng hỏa diễm đã gào thét mà đến, bất đắc dĩ chỉ có thể khống chế cờ đen chống cự hỏa diễm. Hiu hiu hiu, Giang giật không ngừng thuấn di, mỗi lần đều là tại bên cạnh hai người cách đó không xa xuất hiện, đánh ra mấy trưởng sau lập tức thuấn di, để tiêu long vương cùng dư viện trưởng căn bản không có cách nào truy kích, chỉ có thể mệt mỏi ứng phó bốn phương tám hướng gào thét mà đến biển lửa. Lão dư, đừng nóng vội, nhìn hắn công kích có thể tiếp tục bao lâu chỉ cần chúng ta ổn định trận cước, không bị hắn đánh lén, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Long Vương khóe miệng lộ ra một tia tàn cười, cũng không mạo muội công kích, cứ như vậy trên không trung du tẩu, dựa vào cờ đen chống cự cử Cửu Thiên Long Viêm, đồng thời hắn thần thức không ngừng khóa chặt Giang Giật, chỉ cần Giang Giật một khi lộ ra nửa điểm sơ hở, hắn sẽ lập tức xuất thủ chém giết hắn. Không sai biệt làm a à trước hết giết Thanh Long Học viện viện trưởng tốt. Giang Giật lại một lần nữa thuấn di về sau, huyết hồng ánh mắt hướng dư viện trưởng nhìn lướt qua, u u cười một tiếng lại một lần nữa biến mất trên không trung chương 474, 319 chương đánh đầu thắng đó. Ông, Giang giật lại một lần nữa thuấn di, ra dư viện trưởng thân thể phía trên, lần này hắn thuấn di tựa hồ có chút không cho phép, thân thể khoảng cách dư viện trưởng có chút gần, vẻn vẹn chỉ có hơn 100 trượng khoảng cách. Như thế khoảng cách giống như dư viện trưởng sớm có dự bị lời nói, đoán chừng thoáng cái trước mắt liền có thể chạy tới cho Giang giật một kích chí mạng. Cũng may dư viện trưởng giờ phút này ngay tại ứng phó Giang giật vừa rồi đánh ra hỏa diễm, mà lại giang giật lần này thuấn di phương vị cũng chỉ là tới gần một chút xíu, sở dĩ hắn cũng không hề để ý. Nhìn thấy giang giật lại đánh ra mấy trường, ném ra một mảnh biển lửa lúc, khóe miệng của hắn còn lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt mỉa mai, bởi vì lần này biển lửa rõ ràng yếu đi rất nhiều, xem ra giang giật liên tục công kích đã nguyên khí bị thương nặng, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ không kiên trì nổi. Uống, hắn tiện tay múa trong tay chiết phiến, đánh ra một loạt sóng biển, thần thức khóa chặt giang giật, muốn nhìn một chút hắn lần sau lại thuấn gì đi chỗ nào tiêu long vương thế nhưng là nói, chỉ cần hai người chú ý cẩn thận, đừng bị giang giật đánh lén, hai người nhẹ nhõm có thể đùa chơi chết hắn. a à, đột ngột ở giữa, nội tâm của hắn báo động nổi lên, một cỗ nguy hiểm chí mạng vô thanh vô tức tiến đến, sắc mặt hắn đại biến, nhưng lại không biết nguy hiểm bắt nguồn từ nơi nào, bởi vì hắn thần thức rõ ràng dò xét đến, giang giật thuấn gì đi tiêu long vương bên kia. Lão dư cẩn thận, kia bạch sắc hỏa diễm có vấn đề bên kia tiêu long vương cũng cảm nhận được hắn thần thức trước tiên quét tới hắn tốc độ phản ứng so dư viện trưởng nhanh hơn rất nhiều thoáng cái phát hiện vấn đề bạch sắc hỏa diễm dư viện trưởng đột nhiên bừng tỉnh ánh mắt hướng phía trước gào thét mà đến hỏa diễm nhìn lại hắn vừa rồi đã đánh ra một đạo thủy hệ đạo văn công kích dựa theo dĩ vãng đối chiến tình huống đến xem hắn thủy hệ công kích tuyệt đối có thể đơn giản yên diệt cửu thiên long viêm ánh mắt của hắn quét qua lại bị hù kém chút hồn phi phách tán Hắn đánh ra thủy hệ đạo văn công kích, lại toàn bộ biến mất vô ngân, giang giật đánh ra Cửu Thiên Long Viêm còn thừa lại một chút, mà Cửu Thiên Long Viêm ở giữa đột ngột xuất hiện một đoàn bạch sắc hỏa diễm, kia hỏa diễm rất nhỏ, chỉ có đầu đại, bên trong lại có một tấm mặt quỷ. Bạch sắc hỏa diễm giấu ở Cửu Thiên Long Viêm bên trong, đến mức sư viện trưởng bắt đầu cũng không có chú ý đến. Nóng quá, cái này bạch sắc hỏa diễm có vấn đề. Liêu Mạng, Thủy Long Khiếu Thiên, sư viện trưởng chiết phiến múa, đột nhiên đánh ra một đầu thủy long này thủy long phi thường nhỏ, chỉ có người thân thể lớn như vậy, nhưng này thủy long khí tức so vừa rồi ngập trời sóng biển còn muốn cường đại, rất rõ ràng đây là dư viện trưởng công kích mạnh nhất. Giang giật vừa rồi khoảng cách dư viện trưởng chỉ có hơn 100 trượng khoảng cách, vừa rồi dư viện trưởng không có chú ý tới u minh quỷ hỏa, chờ hắn kịp phản ứng lúc với, kia quỷ hỏa đã cách mấy chục trường. Hắn đã trốn không thoát, chỉ có nhìn xem tối cường thủy hệ công kích có thể hay không yên diệt u minh quỷ hỏa, giống như không thể hắn chỉ có chờ chết. Thủy Long có thể yên diệt U Minh quỷ hỏa sao? Nếu như là phổ thông quỷ hỏa có lẽ có thể, nhưng này quỷ hỏa thế nhưng là giang giật từng tế luyện, còn cần cửu thiên tinh thần chi lực tăng phúc qua, uy lực so cửu thiên long viêm lớn không chỉ gấp 10 lần. Sư viện trưởng Thủy Hệ Đạo Văn chỉ có thể cùng cửu thiên long viêm uy lực ngang hàng, coi như này Thủy Long cường đại gấp đôi, lại như thế nào yên diệt U Minh quỷ hỏa? Suy suy, U Minh quỷ hỏa những nơi đi qua, Thủy Long trong nháy mắt bị bốc hơi, biến thành một đoàn hơi khói dâng lên giữa không trung, kia một đoàn to bằng đầu người bạch sắc hỏa diễm không có dừng lại chốc lát tiếp tục gào thét mà đến dư viện trưởng vừa rồi quay người đào tẩu toàn thân đã bởi vì kinh khủng nhiệt độ cao bốc cháy lên như thế cách hắn còn có thể trốn được vậy liền gặp quỷ. a à, a à, dư viện trưởng phát ra một thân chấn thiên động địa thê giống tiếng giống truyền khắp toàn bộ hạ vũ thành bên trong đều là nổi giận không cam lòng cùng hối hận thanh long học viện dư viện trưởng đã chết nhiếp chính vương đánh đầu thắng đó các huynh đệ giết đừng để đám này tặc tử chạy nhìn thấy dư viện trưởng bị đốt giết lư lão tướng quân mặt mũi tràn đầy đỏ lên quán chú toàn thân nguyên lực kiệt âm thanh bạo hống cái này tiếng giống để đại hạ quốc bên này sĩ khí lần nữa tăng vọt để liên quân bên kia quân tâm càng thêm bất an lúc này mới bao lâu lại chết một cái trí cường giả Giang giật đã đột phá thiên quân cảnh sao làm sao đổ sát kim cương cường giả cùng chặt cải trắng nhẹ nhõm nhiếp chính vương đánh đầu thắng đó giết toàn thành còn sót lại hai ba vạn quân đội đồng thời bạo hống thanh âm đinh tai nhức óc để liên quân bên này thần du cường giả càng luống cuống, rất nhiều người đều căn bản vô tâm chiến đấu, nếu không phải xem tiêu long vương còn tại không chung, sợ là đã sớm hóa thành chim thú bốn phía chạy trốn. Trên thực tế, giờ khắc này, tiêu long vương cũng nghĩ chạy trốn, theo đoàn kia vô thanh vô tức u minh quỷ hỏa bên trong, hắn cảm giác được nguy hiểm chí mạng, hắn tin tưởng chỉ cần này quỷ hỏa tới gần thân thể của hắn hơn 10 trượng, sợ là hắn cũng trốn không thoát. Vạn nhất giang giật liều mạng phía dưới, trực tiếp thuấn di đến bên cạnh hắn, sau đó phóng thích ra quỷ hỏa hắn coi như có thể đánh giết giang giật hắn cũng phải chết điểm trọng yếu nhất hắn phát hiện một vấn đề giang giật nhìn như không chút nào trương pháp lung tung công kích lại trong thời gian ngắn diệt sát hai người bọn họ đả thương nặng một người bắt đầu hắn coi là đây là giang giật vận khí tốt liên tiếp xảy ra vấn đề vậy tuyệt đối không phải vận khí mà là hết thảy đều tại giang giật tính toán bên trong tỷ như ngay từ đầu giang giật mạnh mẽ đâm tới mà đến vừa đúng thuấn di rời đi gây nên mấy người nguyên lực chạm vào nhau bạo tạc, đem lão quốc sư nổ chết. Giống như không phải giang giật vận khí tốt, như vậy hắn nhất định phải coi là tốt tất cả mọi người tốc độ phi hành, phi hành quỹ tích, tốc độ công kích, tại thích hợp thời khắc thuận di rời đi. Lần thứ hai hắn bắt đầu công kích bách hoa nương tử lúc, vì sao vô dụng cử thiên long viêm, mà là bắn ra mấy vạn đầu hỏa long đây rõ ràng liền là để bách hoa nương tử lơ là bất cần, cho là hắn lực công kích giới hạn tại đây. Còn có vừa rồi Hắn vì sao đột nhiên ra dư viện trưởng bên người hơn 100 trượng khoảng cách không gần không xa giống như xa, dư viện trưởng rất có thể đào tẩu, giống như gần lời nói, lại sẽ khiến dư viện trưởng đề phòng, từ đó sớm né tránh. Nhất định là, nhất định đều là tiểu tử này tính toán kỹ, tiểu tử này tâm trí quá kinh khủng, hết thảy hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong. Tiêu Long Vương nội tâm có chút run rẩy, gần như kém chút xoay người bỏ chạy. Chỉ là cường giả Tôn Nghiêm cùng ngông nghinh, để hắn không dám chạy trốn đi phía dưới có nhiều người nhìn như vậy, hắn vừa trốn đời này uy danh tự hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn chỉ có cắn răng, thần thức tiếp tục dò xét Giang Giật, ý đồ tìm cơ hội một kích chém giết hắn. Giang Giật lại bắt đầu quay chung quanh hắn không ngừng thuấn di, không ngừng đánh ra cửu thiên long viêm, những này cửu thiên long viêm bên trong không còn có quỷ hỏa, tựa hồ hắn chỉ có một đoàn quỷ hỏa, tiêu long vương toàn bộ tinh thần đề phòng, không dám phất lờ, thần thức thời khắc khóa chặt Giang Giật. a à, đột nhiên, Giang Giật lại một lần nữa thuấn di lúc, thân thể run lên, tựa hồ bởi vì nguyên lực thể lực tinh lực tiêu hao quá nhiều, lại thuấn di thất bại. Tiêu Long Vương giờ khắc này đôi mắt cũng sáng như tinh thần, hắn con người nhất chuyển cắn răng, quyết định bắt lấy cái này cơ hội khó được, nhìn xem có thể hay không chém giết giang giật. Hắn thân thể ở giữa không trung lướt qua một cái đường cong, tránh đi phụ cận cửu thiên long viêm, thân thể tựa như tia chớp hướng giang giật vào tới, trong tay trường kích đột nhiên hướng phía trước vung ra, đâm thẳng đang chuẩn bị lần nữa thuấn di giang giật. Hắc hắc, Giang giật không có lần nữa thuấn di, thân thể dừng ở nơi xa, quay đầu u u cười một tiếng. Nhìn thấy nụ cười này, tiêu long vương nội tâm một lột bộp lập tức tỉnh ngộ, hắn lại bị lừa, đây cũng là giang giật mưu kế. Quả nhiên, giang giật trong tay giới chỉ sáng lên, vô số màu trắng quỷ hỏa đổ xuống mà ra, trong nháy mắt đem hắn bao phủ, đồng thời hắn đánh ra mấy trường, kia quỷ hỏa gào thét mà ra, kinh khủng nhiệt độ cao bao trùm tới, để tiêu long vương toàn thân đều kém chút bốc cháy lên. Trốn! Tiêu Long Vương không còn có bất cứ chút do dự nào, mặt mũi là nhỏ, tính mệnh là đại, tiểu tử này quá kinh khủng, tiếp tục chơi tiếp tục hắn sợ là muốn bị giang giật tươi sống đùa chơi chết. Trong tay hắn một viên linh thú phủ sáng lên, một cái to lớn linh thú xuất hiện, hắn đột nhiên vỗ, kia to lớn linh thú hướng quỷ hỏa đánh tới, đúng là một cái yêu vương linh thú. Tiêu Long Vương quá độc ác, thời khắc mấu chốt thế mà không tiếc vận dụng lá bài tẩy của hắn, hy sinh một cái yêu vương, đến vì hắn thắng được chạy chối chết cơ hội chương 475, ngày này muốn thay đổi. Ngao ngao, cái này yêu vương là một cái song đầu bạch nhãn hổ, thân thể so nhai tí thú ngược lại là nhỏ rất nhiều, hiển nhiên chỉ là cấp thấp yêu vương. Bất quá nó thân thể cũng có dài 6, 7 trường, cao 2 trường, bị tiêu long vương vỗ, thân thể như như đạn pháo hướng u minh quỷ hỏa vọt tới. Nó vừa mới được thả ra, không biết tình huống như thế nào, nhưng cảm giác dị thường nóng rực, toàn thân đều bắt đầu cháy rừng rực, nó phát ra một tiếng gào lên đau xót, ánh mắt nhìn về phía hướng nơi xa mà đi tiêu Long Vương, chuông đồng lớn con mắt đều là không dám tin cùng oán hận. Từ một khía cạnh khác tới nói, tại thời khắc mấu chốt linh thú đều muốn thay chủ nhân nhận lấy cái chết, nhưng dưới tình huống bình thường đều là linh thú tự động hiến thân. Giờ phút này là tiêu Long Vương lại đơn phương để linh thú đi chịu chết, còn tâm ngoan đập một trường, người nói để cái này yêu Vương trong lòng nghĩ như thế nào. Suy suy, U Minh quỷ hỏa còn không có tới gần, yêu vương thân hình khổng lồ tựu giấy lên hừng hực liệt hỏa, yêu vương hai cái hổ đầu không ngừng vặn vẹo, nổi giận gào thét, hung lệ khí tức bao phủ toàn thành, kia bị đốt sống chết tươi hình dạng, thấy rất nhiều da đầu run lên, linh hồn phát sợ. U minh quỷ hỏa quá kinh khủng, rất nhanh tới gần yêu vương, quỷ hỏa những nơi đi qua, yêu vương thi thể từng mảnh từng mảnh bị đốt thành đen xám, liền thi thể đều không có để lại, chỉ để lại một cỗ mùi cháy khét cùng để toàn thành con dân đều mồ hôi rầm rề sóng nhiệt. Hưu, song đầu hổ vương chặn quỷ hỏa trong chốc lát, thân thể cao lớn cũng chặn sóng lửa nhiệt độ cao, Tiêu Long Vương mượn cơ hội bỏ chạy, hắn một khắc đều không dám dừng lại, thân thể như một đạo như lưu quang hướng phương bắc bay đi, rất nhanh hóa thành một điểm đen biến mất ở phía xa bầu trời. Soạt, Tiêu Long Vương vừa trốn, phía dưới thần du võ giả vỡ tổ, lúc đầu bọn hắn tự sĩ khí đê mê, bị đại hạ quốc một đám phổ thông quân sĩ đều công kích đến liên tục bại lui, giờ phút này xem xét rốt cuộc vô tâm ham chiến, nhao nhao hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Hạ Đình Huy chết rồi, Thánh Linh Quốc lão quốc sư hóa thành cho bụi, bách hoa nương tử còn tại trên mặt đất thoi thóp sư viện trưởng vừa mới chết đi mặc dù bầu trời bắc lương quốc sát đế vẫn còn nhưng người nào cũng không cho rằng hắn là giang giật đối thủ tiêu long vương thực lực thế nhưng là so sát đế cường đại hơn nhiều vu thần quả nhiên không có nhìn lầm người ngân hoa bà bà một mực xếp bằng ở dưới tường thành chữa thương nàng thương thế còn rất nặng so bách hoa nương tử không khá hơn bao nhiêu nhưng nàng tràn đầy tiên huyết trên mặt đều là vui mừng lúc đầu lần này nàng cá nhân cũng không muốn tới đây nhưng là Vân Thiên Kình kiên trì để nàng tới, cuối cùng nàng lựa chọn tin tưởng vu thần ánh mắt. Sự thật chứng minh nàng thành công, chỉ cần giang giật cùng tiểu nha đầu kia liên thủ đem lăng ra lão tổ xử lý, giang giật tự vô địch thiên hạ, Vân ra cũng sẽ bởi vì lần này ân tình thu lợi, giang giật tính cách các nàng hiểu rất rõ, tích thủy tri ân, sẽ dũng tuyền tương báo. Hiu, giang giật không có đi truy tiêu Long Vương, tốc độ của hắn cũng đuổi không kịp, hắn hướng trên không trung thuấn gì mà đi, nhai tí thú thế nhưng là vết thương trồng chất, hắn lại không đi sợ là muốn bị sát đế cho xử lý. Ngao ngao, vừa mới lên cao vạn trượng uổng phí, Giang giật ánh mắt quét qua, phát hiện nhai tí thú ngay tại truy sát một người, mà người kia sớm đã điên cuồng hướng nơi xa bay đi, rất rõ ràng cũng là bị hắn hù dọa, không còn dám chiến. Yêu vương, trở về, sát đế thực lực so tiêu long vương yếu đi không ít, giống như Giang giật toàn lực truy sát, có lẽ có thể tại trong vòng một canh giờ đuổi kịp hắn, tiếp theo đánh giết. Nhưng tô như thuyết bọn người không thấy tâm hơi, phía dưới ngân hoa bà bà bản thân bị trọng thương, hạ vũ thành bên trong còn một mảnh núi thây biển máu, rất nhiều người đều thụ thương sắp chết, hắn làm sao có thể bỏ xuống mọi người đuổi theo giết. Ngao ngao, nhai tí thú nổi giận đại hống vài tiếng, giống như toàn thịnh thời kỳ, có lẽ nó còn có thể đuổi kịp, giờ phút này cũng chỉ có thể ngượng ngùng bay trở về. Giang giật nhìn nhai tí thú một chút, thấy nó còn chưa chết, cũng liền mặc kệ nó, bản thân nó năng lực hồi phục thế nhưng là rất khủng bố. Hắn hướng phía dưới mà đi, xa xa nhìn thấy bách hoa nương tử lại đứng lên thân thể cong vẹo bay lên muốn chạy trốn hắn đôi mắt lạnh lẽo làm sao để nàng đào tẩu ông hỏa long kiếm xuất hiện hồng quang sáng lên nồng đậm sát khí khóa chặt bách hoa nương tử liền muốn công kích giang giật thủ hạ lưu tình bách hoa nương tử nội tâm cảm nhận được nguy hiểm chí mạng nàng kinh hô một tiếng nhúc nhích biến thành than cốc bờ môi phát ra một tiếng gào thét giang giật chỉ cần ngươi thả qua ta ngày sau ta tuyệt đối không cùng ngươi là địch cũng thiếu người một cái mạng, người tùy thời có thể dùng để cho ta làm bất cứ chuyện gì. không cần, giang giật cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên vung xuống, mấy vạn hỏa long gào thét mà ra, tranh nhau chen lấn hướng bách hoa nương tử mà đi, kia hủy thiên diệt địa uy áp bao phủ xuống, để bách hoa nương tử tấm kia mặt xấu xí co rúm, càng thêm dữ tợn đáng sợ. phanh phanh phanh, a, à, tại bách hoa nương tử một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, thân thể của nàng nổ thành một mảnh thịt nát vô số tại chạy trốn liên quân thần du cường giả nội tâm run lên. Lại một tên trí cường giả vẫn lạc, đại lục vốn là chỉ có hơn 10 tên kim cương cường giả, hôm nay lại tại hạ vũ thành chết 4 cái, hơn nữa nhìn giang giật điệu bộ này, còn sẽ có rất nhiều người muốn chết. Ngày này muốn thay đổi, rất nhiều thần du cường giả khe khẽ thở dài, tăng tốc thoát đi tốc độ, còn không đi, sợ là.